chuột đét rồi. Nét chưa nhở? Alo 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 124 124. À đây có HD, có HD, HD, HD rồi. Rồi ok. Quên mất livestream mà không để HD lên thì thật sự ai người ta xem nữa. Vừa check lại được, được rồi anh em check lại cho tôi là xong HD 1080 chưa? Được rồi. Ok ok. Sorry anh em vì các bạn là khi mà ra quán nét ấy, thì mọi thứ nó mỗi lần ra nó cứ phải setting lại từ đầu, mọi thứ nó rất là phiền. Đấy, nó sẽ là rất là phiền ở cái giai đoạn đầu à. Hello mọi người nhá. Hôm nay đợi anh em vào đông đông một tí đi xong rồi bắt đầu mình nện của sự kiện. Thầy ơi em Phú Phạm hôm qua gửi ác qua page cho thầy check, thầy check cho em đi rồi qua con vợ là kỹ thật khoa. Như nào thầy? Con vợ là gửi ác xong, bảo đúng chưa, bảo đúng nick, đúng fanpage này rồi. Đó, xong con vợ lại bảo là hay là thầy selfie cho em một tấm. Thầy gửi cho em cho yên tâm, bảo thôi thì thầy bảo là thôi tốt nhất là không gửi nữa. Nếu mà mình không gửi nữa thì mình không sợ mất đúng không? Mình không gửi sao mình mất được. Thế là yên tâm nhất, thật. Đó. Bản thân là tôi bảo là thôi là cứ ấy đi, cứ đừng gửi nữa. Đừng gửi thì sao không bao giờ bị scam cả. Không gửi cho ai thì không bao giờ bị scam. Ông nào tự bóp cái gì mà đầu này mới hôm nay cắt quả sóc quýt không để có undercut nữa nên là tôi chuyển quả sóc quýt rồi đấm khoai rồi ôm năm vòng khỏi mất cái gì. Hôm nay thì làm hai content đi Khoa nhỉ? Vâng đấy. Đợt này thì Khoa chọn khá thích cái content nó nâng tầm cuộc chơi của tôi đấy. Của từ đợt tôi làm content đấy nhiều anh em nhắn tin gửi vào pet vãi lều, sao lần về Hà Nội rồi mà thầy chưa về vậy. Ok tôi có vẻ tôi thích ở đâu tôi ở cái ông kỳ ấy. Cái gì lão già thầy đi có mấy ngày lão già bú hết cái gì nói cái ti gì và cậu bé chăn cừu nói cái gì không ra đâu mà nói cả supply là sao cái gì đấy từ hello anh em nhá. Whisky lỗi thôi kệ đi không sao vấn đề gì đâu. Thôi chúng ta sẽ vào luôn năm vòng sự kiện buổi tối hôm nay. Nay Khoa trò live Justin Bieber. nghe nó hàm hạp thế nào nhỉ? Nhìn hàm mà bây giờ khả năng là sắp tới 31 này đá khả năng nhuộm vào tóc cho phong thủy. Nhuộm tóc gì vậy? Nhuộm vào đầu vàng vàng trắng trắng gì đó đi, đỏ đi gì đó, nói chung là kiểu gì nó được. Được ngày thì live thì chưa rồi nhuộm tóc nhỉ? Chưa. Mặt em một tí sẹo và Sài Gòn bị va không thầy à? Ai thèm va em ơi, có ai thèm va với em đâu, em cứ hơi tí em đi đâu em chỉ lo cái chuyện là va người ta. Mình thì mình đàng hoàng tử tế thì có cái gì đâu mà đúng không? Đúng vậy thầy ạ. Mình đàng hoàng, con người mình đàng hoàng chuẩn chỉ. Nhuộm tóc kiểu Garnacho không? Tôi lớn rồi, chưa vậy nhuộm tóc gì đâu, lớn rồi, mình 29 30 rồi nhuộm tóc gì nữa. Nhuộm tóc được mà thầy nhuộm thử cái nào? Không nhìn ai nhuộm, ai muốn nhuộm tóc dưới cái tay thế nào? Không hợp đấy chứ. Đã WeScan được chưa? Được em ạ. Hôm nay thì chắc là phải nhờ anh em di chuyển sang bên Play Duo thôi. Khi mà WeScan nó đang bị lỗi ấy. À đấy, nhìn được rồi đi bạn. Ê, nhìn được rồi nhá, may quá. May đến lúc mà tôi với Khoa trò bắt đầu là vào quả line này thì lại được à. Ờ, may thế nhở. Được rồi nhá, bật lại cái. Đây. Trời, nghe có tố tiền không thầy á? Ơ, sao không? Thầy nghe một anh em nói câu chuyện nghe chán thế. Ôi giời ơi. Một ai đó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Được rồi. Test thôi làm gì căng vậy. Ok, đây rồi, được rồi, được WeScan rồi. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với một buổi stream ngày hôm nay, một buổi stream với 5 vòng sự kiện cùng với Tabi và Khoa trò. Hello tất cả anh em. Tóc đẹp hôm nay Khoa hôm nay thấy ra cái quán cắt tóc đối diện. Lần đầu tiên có một bạn nữ cắt tóc rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đến năm nay là 29 tuổi tôi được một bạn nữ cắt tóc. Đó. Được một bạn nữ cắt tóc bên đấy. Thầy cắt tóc của Minh Tâm ạ. Em Giang Thái Nguyên đã donate cho Khoa trò. Khoa ơi, nói thế khó quá thầy quá. Cùng quý BLV Khoa trò. Ok, thầy em vào lớp. Chào Giang em nhá. Ngồi đâu được nhỉ? À chào Giang nhá, Giang ngồi cuối giúp thầy nhá. Ngồi cuối giúp thầy cả. Cắt lâu. Hầu như hôm nay cắt lâu thật, mặc dù bạn ấy cắt cũng đẹp. Cắt thì cũng đẹp chứ cắt cũng hơi lâu. Cắt đủ 90 phút đúng không thầy? Cắt đủ chứ. cái gì mà cắt đủ vào 90 phút được qua người ta cắt lâu thì lâu thật chỉ khoảng 30 phút thôi thì em tưởng là ở đâu à Sài Gòn nó cắt tóc 90 phút em tưởng là thầy cắt đủ 90 phút nếu mà muốn gọi là cắt cẩn thận hơn cắt lần thứ hai thì thêm khoảng độ 3 lít nữa. Khoa này như đi rồi đâu rõ đấy nhở. Thì, à? Em, đi,
cắt tóc ai để đi đây? À, cắt tóc ai cũng đi à? Vâng. Cái độc lạ quá nhở. Amabat đã đơn mình phải nhận mốc. Tabi 20.000 đồng. Ờ, cảm ơn Amabat nhá. Hai thầy trò chai nước suối. Tuyệt vời. Mai em thi rồi hai thầy trò chúc em thi tốt phát. Em thi cái môn gì vậy Amabat ơi? Em thi cái môn gì vậy? Rồi chuyển sang cái quách kiện, bạn ấy bảo là bạn ấy chưa nhận mốc. À, mình nhận mốc luôn đây được mà. Đây, mình nhận mốc luôn ở chỗ này. Nhật Huy người góp ý cho thầy về podcast đã donate cho tài cảm ơn Huy nhá. 999 đồng. Dạ em chào thầy, chào quý bình luận viên ạ. Chào Nhật Huy nhá. Ủa, chọn cái gì đây Khoa? Ủa, ta thấy 5 nhờ, nhìn ghê vãi lời. Thầy chơi team MU thì chơi bù nô kép cộng 8 hay làm bù nô 20 đá đầu hết đất đầu cộng 5 đồng. Thầy chơi bù ngay em ơi. Còn xong đá xong em muốn nói với Sang là anh ấy 20 gì đấy. Anh hai thật, anh 21 hay sao nhỉ? 21 hay bao nhiêu? 20 đấy ạ, đúng 20 đấy. Thật Sang 20 gì đấy thật. 5 vòng, đó. Thì Khoa chọn cái gì Khoa? Mình chọn từ đầu ấy thầy, đi từ đầu xem. Đi từ đầu à? Để mình chọn nó chuẩn đấy. Ai đấy? Hello thầy và quý bình luận viên. Mấy ngày không vào thầy đã quên tôi chưa? Ờ, cái nhạc đâu ấy? Nhạc kia. Tôi tắt cả nhà đi ấy. Tắt cả nhà đi không lại phải đi. Cảm ơn preset nhá. Quên làm sao được. Ôi trời ơi. Em Đức đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Hello Đức, hello Đức. Hello thầy. Hello em. Cảm ơn Đức nha. Sao lấy cái gì đây Khoa? Em nghĩ là lấy khoảng 3 cái LG mấy hai cái kia đi. 3 cái NG này á. Cái NG này. Amrabat đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thi công chức thầy ạ. À. Có khi sau này thầy và Khoa phải nhờ vả em ấy. Ai da, nhờ không được thì mình vả cái đâu hả hả Khoa? Đúng vậy thầy ạ. Nếu mà ý được Amrabat là thôi cứ quán này đi, quán này 99 to ngon nhất mà. Lấy hết cái đấy đi thầy ạ. Ờ lấy full này đi. Đó, STV về Hà Nội làm gì vậy thầy? Thằng Sang với thằng Minh thì nó bảo là em về em tìm cảm hứng. Tôi chẳng biết cảm hứng của nó là cái gì. Còn Huy Hải thì bảo là về công việc, về lấy đồ, còn chuẩn bị đi Thái, đi sang giao lưu với cụ ma thú. Thì cái vé đi Thái đấy đấy là tôi Huy Hải đi, nhưng mà tôi mệt quá tôi không đi. Tôi nhường cho bạn khác đi. Chùa Banh tuyên du AC 200 t cho em đi si cô. Được em ơi, được em ơi, được nha. Lấy cái gì đây Khoa? Lấy TOT nhỉ? TOT nhìn trông giá trị đấy. Chứ còn cái mùa CC này nó cũng chả phải đắt lắm đâu. CC hay ra bù ở đây. Thế thì lấy cái nào thì nhỉ? Bù nào? Dày cho sẵn thay hỏi em thế. Đây, thế làm tí 24 TOT đi. Bây giờ 5 cái mà mình chọn nó nét luôn. Nay có nâng tập một chơi, nay có nhá. Rô. Thế thì mình lấy hết cái TOT này ạ? Mình đã lấy, bây giờ mình nhất quán đi. Mình lấy cái gì là mình vụt hết. Đúng không? 5 vòng không? Ủa, 5 vòng là bao tiền? 5 vòng, 1 vòng là bây giờ mấy triệu thế? Trung bình khoảng là 6-7 triệu đi. 35 triệu thế ạ? Ừ, ủa. Rát nhờ 35 triệu cho một sự kiện để rát thật đấy. Không, cái này khả năng phải chia này. Cái này khả năng phải chia. Em nghĩ là lấy ba cái này. 99.999 đồng đã donate. Ôi cảm ơn 99 nhá. 1.111 đồng. Top 4 người tôi luôn tin tưởng, 1 Tabi Min, 2 tôi lần 3 Tân Bi Đà, 4 Tabi Min. Cái gì đây 99 ơi, cái gì đấy làm sao mà còn chưa mở mà. Một vòng là 7 củ, như vậy là 35 vòng là 35 củ, là tương đương với một tháng lương của trò. Gì tháng lương của em? Gì nữa? Đương với lửa năm lương của em thế ạ? Chính xác luôn, chính xác tôi, Khoa trò tôi ăn đấy mà. Thôi bây giờ 6 cái này chắc là... Đây mình chắc là mình chỉ lấy hai cái này thôi. À không, bỏ cái này chứ, lấy hai cái này. Cái này 102 ngon hơn. 10 khó đã được hết cho Tabi 10 5 đến 8 mà. Có một cú lượng thầy. Tâm huyết không coi STV xong tôi bay vội qua anh Tiễn lân đi à nhầm lân vơ đi về với vị trí của chúng nó. Cảm ơn thầy 10 khó nhá. Quá tâm huyết luôn đấy, con người quá tâm huyết luôn mà. Nếu mà em thế thì em nghĩ là lên lấy sạch ở giữa đi. Lấy hết luôn ở giữa nhá. Lấy hết luôn giữa. Các bạn nó có lần à. Xong mình mở ôn mình đợi bú rồi thầy ạ. Ờ cũng hay. Ôi Đắc B đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Đắc B. Em cạnh đó quà nếm nha thầy. Nếm vào chỗ bọn tôi ở ngay cạnh đấy mà. Đó. lộ gì đấy nhá? Lộ gì ấy? À chọn ngoài tay luôn đấy. Ngoài anh đã donate. Ngoài anh nó thằng nó ngon không? Lâu rồi. Nay đọc bài viết của No Way, thấy thầy CMT lại nhớ đến hồi e biết đến thầy qua video chơi cùng No Way đó ạ. No chúc way à. STV thi đấu tốt và luôn hết mình cống hiến cho khán giả. Chúng mình sang lon chán quá thầy, phá hỏng cả một nền e-sport. À, như vậy là có Lingard, cảm ơn Duy nha. Có Lingard này. Người tiểu đường không cười kiểu thường, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em buồn quá, vợ em dám lừa em thầy ạ. Đêm nhá. Qua em hỏi vợ em là BTB ngon. Nếu sau này BTB anh không còn tài sản gì nữa, liệu em có còn yêu anh không? Thì lấy cái vợ em bảo, chẳng đó. Phải anh có cả một cục vàng đây rồi sao?
nhưng mà đến sáng hôm sau em chặt đem ra chợ bán. Ôi giời ơi, biết là vì mình là biết của người đúng thầy ít thầy. Đúng rồi, hello thầy, đúng rồi em nhắc, đúng rồi. Lờ đi, cu gì mấy cái quán lờ này thì mấy cái BTB đi, mấy cái quán lờ thì thấy nó không tin lắm đâu. Thế BTB lại mở ôn đợi lỗ bây giờ. BTB mình đợi hũ thôi. Và đây Lorenzo fan Arsenal. Chắc chắc là quán này thì xong rồi nhỉ, quán này thì chắc là đây thôi, còn gì nữa. Em tin rằng ngày 31 tháng 3 sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời hai thầy trò ta. Ôi giời. Khoảnh khắc thầy Tabi cầm cắp FVPL cũng là lúc Arsenal đánh bại MC và đinh đóng cột chức vô địch EPL. À, mà còn đấy nó là mơ luôn, kịch bản đấy nhờ, kịch bản của Lorenzo đấy thật, con vợ Lorenzo chắc khóc mất 2 ngày luôn ấy. Con vợ chắc khóc 2 ngày, không ai thí được luôn mà. Ôi giời ơi. Lo là bảo một anh, một du học sinh Canada có IELTS 7.5 đã donate một cho Tabi quà mỏi tay luôn đấy. Đồng. Em thấy thầy Tabi có khả năng làm thành viên thứ 9 của tổ đội The Liêm nếu thầy vô địch FVPL. Cái gì đâu. Một đời liêm khiết chống lại mâm cơm và chức vô địch thay cho lời nói của thầy dành tặng bọn NT. Nó không phải từ vấn đề. Đến cảnh thầy chung mâm với anh Bốt là em lại bắn tủm lum luôn. Anh Bốt luôn à. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em Khoa với em Tabi chào anh với, anh 2K5. Em chào anh Tobacco. Anh thì nhất. Anh to quá. Anh to quá. Anh giờ to nhất thật. À, làm hai gói icon đấy đi, làm hai gói icon đây. Pặc 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 bùm bùm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn pặc nhé. Chúc thầy một đêm rực rỡ. Ok em yêu, ok em. Ủa con này 118 à? Em bé được thầy ạ. Hay là CC ta? CC này chắc. Thôi nhưng mà sự kiện là phải chơi cộng 8 đúng không? Sự kiện là cộng 8 nó mới hút chứ. Cam Bù Hương Sơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Cam Bù Hương Sơn nhé. Hello thầy. Trông thầy hôm nay nhìn khôn thế nhỉ? Khôn lòa. Khôn lòa. Biết mà, ta không cần đọc, biết ngay khôn lòa luôn. Nghe cái vị quen Chelsea này, Chelsea này, ôi Chelsea này ngon nhá. Chelsea này 103 trở lên này. 103 là không có Betis rồi. Không có Eto rồi. Là sẽ có Gullit là cái chính hôm đấy thầy ạ. Là mình... có Gullit, là có Torres và có con C3. Đã donate cho thế thì mình sẽ mở Gullit luôn. Liệu vòng chung kết FVPL tới đá có bị nặng như vòng vừa rồi nữa không thầy? Không biết em ơi. Nặng thì nặng chung có gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ nặng ấy, máy nó sẽ nặng vì các bản máy còn chiếu lên màn hình nữa, còn chiếu lên màn hình to cái thứ nữa, máy nó sẽ nặng đấy. Người Ý gốc Nam Định vợ bé Hukuman đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn người Ý gốc Nam Định nhá. Cậu Hải to thật, Seva Icon 6 và cậu Rai tôi ri hết nước. Cậu Hải to thật à? Không, cậu Hải hôm qua vừa ký vào quả giấy của EA là ký là cái giấy đấy là cái giấy mà đội xác nhận là đội trưởng sẽ là tham gia kiểu giải cái thứ ấy. Là bây giờ cái đội đấy là không thể thay đội trưởng được. Nếu ví dụ có slot đi quốc tế của 7TV là phải có cậu Hải trong đấy. Và một trường hợp nữa là nếu như 7TV, à năm nay không phải nếu nữa mà 7TV đã chắc chắn giành vé ở cái vòng thăng hạng rồi. Ở cái vòng thăng hạng là phải có cậu Hải. Còn nếu mà chúng ta đổi đội trưởng thì chúng ta mất luôn slot đấy. À có nghĩa là khó thế. Năm sau nếu mà chúng ta đổi đội trưởng. Không, chỉ có hai trường hợp bất khả kháng thôi, một là cậu Hải ra đi. À một là cậu Hải là thôi nó nói nó sợ nó hơi cả mồm thôi, không nói trường hợp một đấy nhá. Thì trường hợp 2 là cậu Hải là khả năng là đứng trước vạch móng ngựa thì gọi là mới có thể thay thế được nếu như cậu Hải đứng trước vạch móng ngựa. Còn lại là không có trường hợp nào thay thế được. Tôi hỏi rất kỹ rồi, nếu là thay đội trưởng mất slot năm sau phải đá lại, mất slot đá lại từ đầu, đá lại thì vòng cộng mất đồng điểm luôn. Mất điểm tích luôn, mất lại như thế. Huy Đào đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Huy Đào nhá. Donate thầy quên em thầy lạ cái gì, có Huy Đào này đâu mà thầy quên, cái làm sao được, thầy lạ cái gì. Đó, em là Huy Đào đây, gì đó. Hạ cái gì đó. Mở hết BB đi, 5 vòng thì khoảng bao tiền BB ở đây, Khoa? Bây giờ thấy được hơn 2.000. 2.000 chúng ta. Hình như chưa hết sao thầy ạ? Con mẹ sao kinh ấy nhở. Đã về hết chưa? Khoa về hết chưa? Không biết là về hết chưa? Giật á, giật à hay là do hình ảnh. Đó. Cái máy này nó lên được 360Hz cơ mà. Thầy mở min. Cái gì mà mở min còn chưa. Cái gì mà tôi lắc cơ, cái tôi làm gì vậy? Tôi đang giải thích mà. Bảo Anh, du học sinh Canada có IELTS 7.5 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu bảo anh nhá. À mà vẫn kèo ăn mừng VNIC bằng $50 ở trên sân khấu thầy nhé. Em bảo anh ơi. Em hôm trước xem FVPL thấy thầy nhé, nên là hôm nay em cho thầy thêm một cơ hội nữa đó. À vẫn giật à, ok. Thầy okay. Có lính không? Thầy mút luôn đi chứ bảo anh ơi. Thầy mút kèo luôn, $50 có mút có mà điên. Thầy mút cái kèo luôn. Vẫn giật ra để 44, ok, 44 nhá. Viện Cầu Giấy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bình tĩnh. Chào hai em, chúc hai em buổi stream vui vẻ nhé. Giấy cay ớ, thề. Anh nằm xem một chút rồi đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi mẫu giáo. Ok, anh có gì đâu. Anh xem đi đâu, thật lòng mà. Anh mới đi vào mẫu giáo, anh đã biết chữ rồi. Đã biết donate rồi, thật sự luôn, đẳng cấp ấy. Thôi đi, quán này trước đi. Ôi trời ơi.
quá nhờ, phải lọc này. Andy đã donate cho Tabi 200 thì lọc cái gì với thằng fan MU nghĩ ăn đấy. Được một trận mà mình ở cửa trên, còn một trận định đoạt ở Ipswich ngay tại Old Trafford. Trận này thua em cởi quần chạy ơi, quanh VFS. Ôi, ơi, đừng rất mất vệ sinh cái trường hợp em cởi quần em chạy quanh VFS, rất mất vệ sinh, ảnh hưởng người khác mà. Ảnh hưởng tới những cái người ta không muốn nhìn thì sao? Cái gì mở ba cái luôn hả? Cái này chỉ số thấp rồi đấy. Princess đấy. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tối nay mở ra anh Liêm cộng 50k. Có trò nó liếm của anh Liêm luôn này. Ui, Vini. Vini. Mặc luôn. Vini. Arsenal mới có Vini đấy. Rồi, Martinelli rồi. Ui giời ơi, có khoa trò mà. Nhà báo FC Online đã đồng nhất cho Tabi. Ui, một đôi Sota vào đầu luôn. Thôi thì mùa sau thay đổi băng đội trưởng đi thầy. Captain STV Tabi here. Ui. Ờ, chắc phải thế thật, chắc phải một chắc là một tóc tai này nét nét có thể đang đợi con Noah vào khoa trò nó ngóng lắm rồi đấy. Ngóng lắm rồi đấy, bạn sao lâu thế? Cho là một mình một phòng đang buồn này. Ôi trời ơi. Lĩnh tới chơi đã donate cho ta. Cho mấy thằng Khoa mở mấy cái quán này thôi thật. Chào thầy và anh Khoa. Thầy ơi, có phải ai rồi cũng khác. Đừng có mở 6 cái mày. Em mở một mà. Chai nước à. Ok, cảm ơn Lĩnh nhá. Cảm ơn em nhiều, nhiều nhá. Ơ, ST. CM, và đó là Matthew Nunes. Ôi trời ơi. Giao nét vét. Đấy, nó đồ đá về mu nhá. Thấy nó đồ đá về mu thay thay KC. Đồng. Thằng này rất hiếm đấy. 31/3 này là ngày thật đẹp của hai thầy trò ta. Thầy cảm ơn Hiêm nhá. Chiếc cup FPPL còn MC của em đánh bại Arsenal. Thằng vừa rồi thì nâng cao. Chu Bin. Phải Chu Bin rồi. Chu Bin, tin chuẩn. Khiến anh fan Dover đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Luôn. Lần đầu đâu nết, thầy có biết em fan đời nào không? Cái gì Tiến Anh ơi, Tiến Anh cùng máu quỷ với thầy mà. Cắt sâu và gọi là khứa sâu vào cái thớ thịt của Tiến Anh là thấy chảy ra máu quỷ luôn đấy. Sao cái gì Chu Bin vậy ta? Cái gì mà Chu Bin vậy ta nào? Phọt cái Chu Bin luôn mà. Lê đã đầu nết, anh là Tabi 10 đồng. Chúc thầy mở mắt, em không biết là thế. Mắt xê le le. Ai đấy? À chưa. Ui, còn 114 mới tệ, 112 quả 115 rồi. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Thôi cho Khoa chỉ mở mấy tay, thằng này chỉ mở mấy con này thôi. Còn Na Uy đúng thầy. Số đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Em thấy Đan Mạch chứ. À Đan Mạch ạ. Đó, Đan Mạch. Ông đổ định mấy cậu Hải An Vét lên vành móng ngựa đấy à. Ồ, kêu có, cảm ơn tạp chúa nhiều nhá. À đấy. Đó. Không được, cảm ơn tạp chúa nhá. Và đó là... Không được thả ra hồn, sợ thật. Tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh, ST, mỗi một con min bằng 10k thầy nhận không? A chứa mày. Wow. Học lắm à, chờ thế nhở? Thôi à, chờ luôn. Thôi Khoa thật. Khoa, thôi thật, thật sự là chúng ta dừng lại ở đây thôi. Hồ lùn đi, hồ lùn Đan Mạch đúng không? Ganacho, Aachen. Hà Lan. Hà Lan. RM, tai. Em biết đấu được cái quái này. Cậu là ai nhở, quái này tay cầu thủ trẻ à? Ui, 117. Rồi, cuối cùng gỡ được 117. Summerville, mùa hè gì đó. Summer này là mùa hè đúng không? Đúng rồi thầy ạ. Đúng, Summer là mùa hè. Mùa hè gì đó. Bi 10.000 đồng. Thầy Tân à, cho dù có thất bại bao nhiêu lần thì em luôn mong thầy nhớ rằng cái gì? Thể thao là không ngừng bỏ cuộc. Cho dù có thất bại hay thành công thì em vẫn sẽ không tin thầy. Khi một cánh cửa khác đóng lại thì chưa chắc cánh cửa khác đã mở ra. Nếu cả cộng đồng quay lưng lại với thầy thì em cũng thế. Quang Wan Bissaka đã donate cho ta 10.000 đồng. Bonucci à? Lớp phó lao động ngồi bàn nào? Bastoni, lớp phó lao động ngồi bàn cuối cùng. Đó, đã gọi là lớp vô lao động rồi, ngồi vào cuối cùng. Tôi xong rồi, tôi kiếm được khác đi, cái quán này rẻ quá. BTB đi này. Đức Dũng đã donate cho quá nhiều sự lựa chọn này. Quá nhiều sự lựa chọn này mà. Mấy nay sinh hoạt vô tổ chức giấc thầy nhỉ. Không được. Từng quán một thôi. Cảm ơn Đức Dũng nhá. Sao lại vô tổ chức nữa, vẫn thế, vẫn chuẩn chỉ mà. Và đó là... Ôi Mexico, Hector Herrera cho Tabi 10.000 đồng. Tin chuẩn đấy ạ. Đêm huyền diệu tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Nào vậy? Ngày 31 tháng 3 sẽ in sâu vào tâm trí em. Ngày mà thầy trò mình sẽ ôm nhau ăn mừng chức vô địch FPPL, ngắm nhìn Man City và Arsenal cầm hòa nhau và Liverpool lên đỉnh ôn lành. Lorenzo với thằng kiềm nhát hết. Cảm ơn quý em đi nhá. Sao mà lắm kịch bản thế. Em muốn nằm trên thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lần đầu donate thầy có nhớ em không? Nhân tiện thấy ảnh cưới của thầy em thấy buồn lắm khi người mình yêu bên cạnh cái người gì? Khác. Sao không phải em mà cái lại là chị Linh nào? Vậy ạ? ST, Higuin à? Hay Grepo thầy? Grepo BTB á? Grepo BTB thật 116. Thôi cũng được nhờ, thôi cũng được. Em đánh giá kiến thức về game của thầy có vẻ chưa tốt lắm đi rồi. Con này hay mà, con Grepo này hay cực kỳ. Hay luôn đấy thầy ạ. Con này hay lắm. Làm tường tốt. Làm tường mà dứt điểm tuyệt vời hơn kiểu Hiru luôn. Hiru hay mà thầy. Thụy Sĩ, rồi xong, Sakuri, 116, nét.
Tôi đọc lệnh chưa có sai, tôi mở thẻ đọc lệnh không mà sai. Sedan Sakiri. Chân ngon nhờ, chân to thật đấy. Chân này mà sút thì thôi, 255 mà sút thì thôi luôn. Không gì, không còn gì để nói luôn. Cho xin cái hũ nào. Tabi chúa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phần Lan ạ. Limanen. Thầy nhớ tôi không? Limanen huyền thoại Phần Lan. Chắc là không rồi. Nếu nhớ thì có nhớ tôi fan đội nào không? Cảm ơn Tabi chúa nha, tôi không nhớ thật sự luôn, tôi không nhớ rõ. Thật sự là cái thời điểm mà tôi xem Limanen ông đá cực hay luôn. Cái thời điểm ông đá cho Liverpool. Nhưng phải nói là nếu mà cái thời mà Limanen này đá là ở cái vị trí hậu công ít người đá hay bằng này. Điệt ông mày xem đéo được ông đá thời điểm. Ông đá thời điểm mà còn chưa đẻ ra rồi chứ kêu. Nhưng nếu để cái năm ông hay nhất ấy. Cái năm ông hay nhất là biết cái năm bao nhiêu không? Là cái năm đó là cái năm 99. Năm đấy mày đã xem đâu mà mày Balotelli. Và đó là Balo. Quagliarella. Quang Gia Lê La, Quang Lác được. Anh em Vio Bang hay gọi Quang Lác này đúng không? Em Phòng học ở FPT Hồ Chí Minh đã đầu đến cho ta biết nào hay là Chelsea chuyển qua Chelsea đấy. Chào thầy và quý bình luận viên. Hôm nay ai là nạn nhân vậy thầy? Nạn nhân đâu đây 5 vòng sự kiện này bọn tôi còn chưa. Nhớ em không? Bọn tôi còn chưa đi được nửa đường. Chào em Phong xem đi. Và đó là tặng cho em Phong con này. Tặng cho em Phong này luôn. Xem Phong hiểu vấn đề luôn. Và đó là Hà Lan luôn cho em Phong cẩn thận. Anh Lợn. Joko. Ashley Cole phải không ạ? Ashley Cole mới đầu tôi. Ashley Cole 118 3 lít tôi cũng được. Tôi tặng kiếm được cái 3 lít. Ngon mà. 118 mở. Đẻ nhất của này. Ôi trời ơi. Đành đã đầu nét cho ta đi 10.000 đồng. Lại min. Thầy nghĩ sao về chặt đầu cường ạ? Tôi không nghĩ gì cả. Thầy không nghĩ gì về cậu ấy cả. Tôi đang mở thẻ hỏi chặt đầu cường vậy. Tây Ban Nha FD Torres. Ngon mà. Tôi mở thẻ ngon mà. Còn rẻ hơn hay sao ấy? Hình như ít tiền hơn. Nhưng mà bán được. Ít tiền hơn bán thì bán được. Bán thì mấy con này bán được. Làm phôi mà phôi ngon. Ôi, khóa trò không lấy được Seva Gullit cho tôi rồi thật. Ok. Vẫn còn một cơ hội cho thầy đấy ạ. Tự thầy làm lại đi ạ. 5 vòng, con mẹ mà 5 vòng mà chẳng em không mang được những con hàng khủng thì thật sự là... Hàn Quốc ạ. Batisung, BTB. Batisung, BTB. Chỉ số 118 thì phải ạ. 117 luôn, thầy không được 118 mà. Tabi chúa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi fan MU đấy. Ra con nào hàng MU BTB cộng ngay 50k nhận cô. Chính mà tay... Cái tay của thầy đấy. Giờ bảo tôi bảo không nhận nhá. Giờ không nhận thì làm nào? Giờ bảo không nhận làm nào giờ? Hả? Giờ bảo không nhận thì sao? Cảm ơn Wiscam để nó lên lại đến rất đúng lúc. Thế bây giờ bảo không nhận thì sao nhỉ? Nhá, tao bị chuối nhá, nhất kèo. Kèo này khó lắm đấy nhưng mà tôi vẫn chơi. Nó một MU 50k. Wan-Bissaka đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Không phải Wan-Bissaka thật. Không nhận cộng 50k. Đó, tôi biết không phải. Nào khoa thích mở cái nào? Chúng ta sẽ mở. Đây có 100 trước đi, 100 đi. 100 cộng 8 ạ. Nó đúng người, nó đúng thời điểm. Thầy người khó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Marcus CIBFOOD hôm trước xuất cáo quá giao hàng trễ 30 phút thầy mở một con MU cho tôi vui. Vừa luôn nữa, vừa làm. Nhưng mà sao luôn. Trên cái giao diện này là hai cái BTB này thì chú thích làm gì? Spotlight, Spotlight. À. Nó bị lag đấy. Spotlight. Và chúng ta sẽ có gì đây? Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy, Gallagher. Em đi bấm biển số ra con 96.968. Gì đấy? Borihan. Số đẹp em ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Sao vậy ta? Em mà chuyên mở những cái gói mà gói cuối thì những gói sức mạnh ấy. Rồi. Ôi trời ơi. Tabi chúa hãy đồng ý cho Tabi 50.000 đồng. Thêm con nữa cộng 50k. Cái gì? Dịch kem thằng nào vậy? Nào đấy. Cảm ơn Tabi chúa nhá, kiếm con MU làm 50 nào. Hình như con thích kẹt này chứ con sôi màu vui sao ấy. QMD đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái QMD nhỉ? Serra cộng 100k tinh tinh. Cam. Bạn Florian Witt à? Florian Witt. Mario. Godzơ. Sao không 13 tỷ vậy? Sao ít vậy? Nhà vô địch thế giới mà ghi bàn thắng quyết định mà ta. Sao như nhà phát hành nhàm chỉ số này thấp vậy? Đây thế. Có mở đâu ấy. Thầy Vick Wing nó bới thầy chén cơm nó không có gì mà bới chén cơm gì. Sao lúc nãy vừa đi ăn gì nhỉ? Khoan nhỉ? Vừa đi ăn lẩu gà mẹ. Lai á này ạ. Bói nhỉ? Ơ? Croatia. Modric. Luka Modric vào ạ. Luka Modric. Kovacic. Mẹ vẫn sót của Kovacic để cay thế nhỉ? Sao hôm nay sao mở tệ ra. Mình là tôi qua trò mở ngon lắm ấy nhỉ? Không sao đâu thầy ơi. Đỏ đầu đen đít mà thầy. Thôi dừng tay đi qua trò thật. Đen đầu đỏ đít. Hưng đã đầu nét. Hỏi mẹ rồi. Sao biết? Chào thầy em gửi con ơ 400 tiền. Đây là đi đâu mà thầy 116. Hồi bây giờ thì nó đã ngon hơn 118 rồi. Cứu ơ em thở lại bình thường. Ok Hưng ơi được, cứ bình tĩnh nhá. Bỏ tay ra đi khoa trò ơi thật, bỏ tay khắm lắm. Đó là rồi luôn Isaac CB không biết ai luôn, cậu ơi ai.
Lindelof. Ui giời, ôi một trời ba mở khắm lắm. Ahamu thầy. Ahamu này cũng 50 mà. Đúng. Làm cái 50 đã. Thôi chuyển Icon đi, chuyển quả vế ra Icon đi. À cái này lọc kỹ nha, lần trước tôi bị lừa một lần rồi. Lần trước bị lừa như là cái cho con nào vào ấy. Bác Di Sung này là không ngon, này không ngon. Kiến LBB đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy em nhập học. Ok, tôi cảm ơn Hiếu nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ có con nào chúng ta chưa cho bạn thầy nhỉ? Bootcat à, bị con ai ra? 50, BTB 10. Thì anh thợ khóa, cửa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ngày 31 tháng 3 này sẽ là ngày đáng nhớ của hai thầy trò chúng ta. Gì vậy? Lên đỉnh FVPL, văn mẫu à? Tabi đầy bản cầm trên tay chiếc cắp như khẳng định được vị thế và lối chơi cùng với sức ảnh hưởng. MC, Liver, Arsenal bị trừ điểm vì vi phạm công bằng tài chính. Tiến Hà Lê BB đã donate cho Tabi 10.000 đồng. MUX100K Ok, MUX100K đúng không? Tôi ra của Bách nhờ đẹp cả đôi đường đúng không? Bách quá đẹp rồi ạ. Juni cũng được. Bách đấy. Anh RM. Ôi trời ơi. Bố nào nha. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Figo à? Thầy à, hãy nhớ. Figo tôi bỏ ra mà. Chân đều có ý nghĩa như nhau trong hành trình vạn dâm. Đôi khi chúng ta chỉ cần vui vẻ là một dấu chấm trong một dấu chấm phẩy rồi sau đó chúng ta trở thành một dấu chấm ở trong dấu chấm than. Chúng ta sẽ cháy hết mình thành than thầy nhé. Không em ơi, em cháy mình đi, em cháy mình đi thầy không nha. Lần trước cũng ra Figo, đừng có bổ đầu nha nữa. Anh rồi RM. Juni xong à? Chú đã donate cho Tabi 1.000 đồng. Hàng MUBTB mà thầy định thừa. Ngoài đời Juni, ok. Ồ Juni hay lắm ấy, Juni gánh quả STV một đoạn. Cảm ơn Tabi chúa nhá, BTB à? BTB tôi được rồi, BTB thì BTB có trọng gì đấy? Có BTB. Thầy tôi Tabi Min đã donate cho Tabi 10.000 đồng. X2 Figo. Không, đừng. Nào mà nó là Argentina. Ôi, Messi đúng không nhỉ? Ôi Messi phải không? Di Maria. Ôi, sao không phải Messi nhỉ? Phía cho thầy mở thẻ Automin. Có chứ, không có Messi BTB kinh luôn. 120 luôn. Hôm nay thầy mở sự kiện à thầy. Tôi thì làm tí hàng MU làm 50 vậy biết sao bây giờ đúng không? Cảm ơn Smiley nhá. Mày quá chứ, uống trà đá được mấy trận ở đây. Mấy trận MU mày quá, không đá thì phải mất to 50 của tôi không thật. Ôi giời ơi. Quang Wan Bisaka đã donate cho Tabi 10.000 đồng. GK cộng 50k. GK cũng 50k rồi à? Rồi từ từ nhá. Ô. Ai vậy? Na Uy sao thế ạ? Đâu, này là phần lắc, này là... À, Na Uy. Thầy Ole lại làm cái 50 nữa. Thầy Ole lại làm cái 50 nữa, ok. Ok, kín chén à. Sao lắm mà U với ta, hôm nay như là ngày của U đấy ạ. 50 nữa. Một bé nữa. Một bé mở U. X2 cho tôi. Con vợ ta bị chú nó bao nhiêu tiền lấy hết, bao nhiêu tiền phí lấy hết ra đây cho tôi. Quả này ra bích bảo màu thì con vợ này không thét. Ôi trời ơi. Tiến Alibibi đã donate cho Tabi 100. Ui nét Tiến ơi. Rooney mãi đỉnh thầy ơi. Bà bên Nga, Rogba ngày xưa đã từng thi đấu cho Chelsea đối đầu với màu U. Được không? Liệu được không? Ngày xưa là ông đã trên sân mù mấy lần rồi gì nữa. Đây là một thi đấu trên Old Trafford mấy lần. Một cầu thủ gọi là bà là không thuộc MU mà đá Old Trafford nhiều nhất. Đúng rồi. Thì đâu khoảng 25.000. Tabi chúa đã đưa 25.000 đồng. Thêm bé nữa. Ok, cảm ơn Tabi chúa nha. Em khoa trò đứng động tay vào để thầy điều cho thầy hạt điều con này đi. Mày động tay vào nó kiểu gì ấy, tí mày cho mày mở mấy quả rác nha. Ôi trời ơi. Tiến LBB đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ui cảm ơn Tiến nhá. MUX200K thầy ơi. Tiến ơi, quả này nhá, quả này Tiến ra quả kèo này thầy lại phải căng tay với Tiến rồi. Thầy lại phải căng tay với Tiến một tiếng này. Mà ôi trời ơi. Em Phong Học ở FPT Hồ Chí Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khi nào mới gỡ cho chủ ở đây thầy ơi? Mbappé. Đấy. Colo Muani. Muani thằng này. Ngoài thằng này mà sút ăn quả. Cảm ơn Phong nhá. Thằng này mà sút ăn cái quả chung kết thì thằng này giá cao lắm đấy. Duy Khương đã đồng ý cho quả Hồ An Hải 10.000 đồng. Không có gì hết á thầy ơi, em hiểu lý do thầy vào SC lập nghiệp mà. Không có gì hết á, mình thiếu nợ thì mình trốn thôi. Trời ơi, Hàn Quốc. Thôi xong rồi, xe MF3 này như kỳ sung rong như sao ấy. 116. Lý lủng đi. Sao ghét mấy cái thằng tên Lý thế? Ly lủng áo thể nghe không thích cái nào luôn đấy. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ly Giê Sung. Hãy cho tôi rác. Không, chịu. Ly liếc cái thứ ghét dơ luôn. Sao để áo sau lưng Ly ha, kiểu. Rồi lại FA đừng Hàn Quốc nữa. Rồi Đức. Ôi trời ơi. Rồi CM. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. MULN Sebastian Kroos. MULN 100k ok. Tabi chúa nhá.
Sao mà khó thế nhỉ? LN đi, cho xin có LN đi. Ăn nẹp dai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho ăn nhá. Thầy ơi, ngày xưa làm sao thầy bỏ được quá rồi. Thầy chỉ em với em nghiện rồi. Cucuzela rồi, thầy hết tiền. Không được cucu luôn mà. Ngày xưa Angelino muốn mua được cá độ thì đơn giản là hết tiền đấy thôi. Còn lại không bỏ đâu, có tiền lại chơi à? Hết tiền là không có gì để chơi nữa. Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đức CM lại tưởng xoài gơ. Mẹ em ôn min dã man nhờ. Ôn min thì dã man với tôi quá thật. LOL, xét, Patrick Trick, Satrick 118 đúng rồi. 118, Satrick. Ôi trời ơi. Rồi, đã Patrick Trick, sợ thế. Ui cảm ơn nay Min nha. Thầy tóc vuốt vuốt bảnh nhỉ. Trông như cái nhiều rất tim Bieber. Ôi nhiều khoai, tôi thấy nó đen đen rồi đấy. Thầy có vẻ là... trông hãm hãm rồi đấy. Đây, này đi. Đây thầy. Tôi mở trông hãm hãm rồi. Măng kịch đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Măng kịch nữa. Ngày 31 tháng 3 này sẽ là ngày đáng nhớ nhất của hai thầy trò chúng ta. Khi mà Tabi lên đỉnh FPPL của MSC khẳng định một lối chơi đẹp mắt và sức ảnh hưởng của cộng đồng FC Online. Cái này phải ôn rồi ạ. Ui cộng 5 và Arsenal bị trừ điểm vì vi phạm công bằng tài chính. Tottenham top 4 lên top 1 và vô địch. Tay vịn cầu giấy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lớp mẫu giáo A có mấy thằng danh con chê Tabi đá như cức. Mai A có nên cho chúng nó một bên pha làm kỷ niệm. 8 đi, 8 đi, 8 đi. 8. Rồi. Rồi, mở ôn giá trị mở ôn rồi. Ok, mở ôn quả đẹp đấy. Ôi giời, 3 con 118 luôn. Mà u luôn, mà u luôn, làm cái năm trùng nữa, đẹp này. Tabi chú làm cái năm trùng. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Tabi chú với chúng bây tôi. Bây giờ thầy nhớ tôi chưa? Nếu nhớ thì biết tôi xem gì tôi không? Yêu đội màu u của thầy Ole đúng không? Yêu đội màu u của thầy Ole, làm cái năm trùng vào đây đã. May quá. Rồi, may quá. Ai cho tôi rác à? Không, quán này không rác nha. Trong linh 2 thì có rác. Quang Wan Bisaka đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thành Man hôm nay toàn màu đỏ thay nhỉ. Còn Otamendi chứ, là Otamendi là cũng là thuộc Manchester đấy. Khối, nếu tính ra là khối thịnh của chung nhá. Chính ra đâu, khối thịnh của chung. Thế tôi hà làm 25.000 nhá. Màu 200 ở tiền Ali nữa, tiền Ali BB đi à. Ôi xời ơi, ngủ đậm quá tiền ơi. Đậm quá này quá tiền ơi. Thế nào? Có cái gì không nhỉ Khoa? Còn là BTB này. Đâu? Là BTB đấy. Đâu? Đấy BTB đấy. Đây là gì? Ôi trời ơi. MBS mà. À MBS làm gì ạ? Thầy có nhớ em cây ấy ta? Ơi, sao thầy chưa bao giờ quên luôn ấy. Để mà nói là quên ấy, thầy còn chưa quên cho nó gì cái việc nhớ. Đó. Ơ. Ý. ST. Thầy mười khó đã donate cho ta 10.000 đồng. Balotelli 118. MU vô được bóc 4 năm tới tôi về ngay STV bảo Lân Nì ra khỏi ghế captain ngay đi tôi tức lắm rồi đấy. Toàn thua. Ôi, nhà bơi quan trọng là kết quả chung của toàn đội. Quan trọng là kết quả chung toàn đội à. Bố nha, ST. CM đó rồi, CM ấy như thằng nào? Làm như thằng nào bù nó em thì tất cả thằng CM nó hay à? Xoa một tí nhông 118. Tabi chúa gái đầu nết cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn Tabi chúa nha. Ok, xin cảm ơn tình yêu của Tabi chúa dành cho MU nha. Bù lại CM. LB cái lồng gì? ST đi. Em đã đầu nết cho Tabi 10.000 đồng. Nền nầu nô nết này nớ nem nông. Tại nhớ Phong mà. Và nó là... Xong mở hai cái luôn đi. ST. 3 tỷ đã về lại Moutinho rồi. Team Color. Thầy ơi em có một sự ích lắm bồ đồ nhà vậy. Sao team bồ em mở ra nguyên team bồ luôn hả? 4 cái 3 cái bồ đồ nhà vậy ta. Cảm ơn 3 tỷ nhá. Ôi trời ơi. TNQK đã donate cho bồ đồ nhà tiếp đi. Bồ. Được rồi. ST. Closer. 118. Chuẩn. Đừng cãi. Tao thợ đá closer đây, chuyên đá closer. Cái gì vậy ta, cái gì vậy ta? Tiên PK nhá. Ôi trời ơi. Ăn Lào đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Còn cách nào bỏ cá độ khác không thấy chứ tài khoản trăm của e tiêu ca hết. Gửi cho người khác đi. Thế thì em bỏ làm gì thật? Đó, thế thì em bỏ làm gì? GK. Dean Henderson. Đá MU luôn đấy ạ. Dean Henderson làm cái hàng MU 50. Làm cái hàng MU 50, Dean Henderson. Học sinh của thầy Tabi Phan Anh Khoa trò đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phan Anh Khoa trò luôn à? Với anh Khoa ở đâu? SC Mai em chạy qua mời ăn điểm tâm. Anh em chạy qua khu vực cái đường Nguyễn Thị Thập ở khu quận 7 đó. Anh em muốn qua mời ăn sáng được. Mai tôi qua trò làm đi quay đi vlog. Em tưởng thì chắc hơn là ở vị trí là khu dân cư Trung Sơn ạ. Ôi trời ơi. Tiền Alibi đã donate cho 200.000 đồng. Ui, cảm ơn tiền Alibi nha. Mãi đỉnh, thầy mãi đỉnh. Cái gì đấy? Chia sẻ. Politano. Nhà của con này có vẻ như không min đấy thầy ạ. Cảm ơn Tiến nhá, nhưng mà không min được rồi. Ôi trời ơi. Bao 159.753 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Là đúng. Có gói nào có người bắt Sako nhỉ? Dễ gói này thầy ạ. Đấy. Mọi skin thằng này Juventus. Đầy gói bảo ơi, đầy luôn. Hai phát đi, hạ luôn. Ôi trời ơi. Thầy tôi Tabi Min đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Glory Man United. Lại thằng Kin đấy rồi. Lại Moi Kin rồi. Cảm ơn thầy Tota Bimin nha. Nó ngon nhất thì tôi đi rồi. Ibanez này CB người mới. Thằng này Roma thì phải thế ạ. Brazil. Và chúng ta còn gì đây ạ? Hai gói khủng nhất đấy, có hai gói khủng nhất. Bây giờ mày mở đi, mày mở. Bây giờ có 10 gói khủng nhất. Chính xác là bây giờ có tổng là 10 gói khủng nhất. 10 cái khủng nhất. Em đang xem bên dưới còn. Làm gì còn toàn rác rồi, mày mở hết rồi. Đây mình còn tí. Đây là rác. Vớt vác cái gì rồi? Vớt một tí này. Thầy ơi, em có điều muốn nói đấy là hay là em cái gì mà đây là mình nói rõ ràng lên em. Ở đây có cộng 8 mà mình vớt biết đâu được phát. Thì thôi mở đi, không nhanh tí full lại phải xóa mệt. Rồi. Ôi trời ơi. Tabi Chúa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tabi Chúa nhá. Tôi đã bảo là MUBTB mà. Đây, có liền. Quên tôi chưa? Có liền, tôi quên làm sao được. Tabi Chúa, sao tôi quên được tôi. Người sống lạnh lùng ở đâu? Cờ ca. Dona. Dona. Ui rồi, em bảo rác. Hay nhờ, được. Hay cho tôi rác mà. Được. Thầy có kèo banh bóng gì cô? Ở gần đó có sân Tôn Đức Thắng với ở cảnh sát nhân dân to lắc. Phi hành chưa thầy? Chưa có, chưa biết luôn, không biết là con này ba thằng GK luôn, mở sợ thật rồi, 119 sao mở cái này ngon hơn cả mở mấy cái kia vậy ta? Và sao đó là cái tại sao người ta thích nạp tiền mà người ta mở qua rác, còn là có khi người ta không nhận mốc cơ. Có những người chơi người ta không nhận mốc. Tướng vậy cho Tabi 10.000 đồng. Mở ra rô bén 50k. Khó thế, ăn cỏ rô béo con vợ này khó nhá. Thôi bây giờ nhá. Từ bây giờ chúng ta mở một gói đi là sẽ còn 4 đúng không? Giờ tôi qua trò bây giờ là solo à? Yến Alabini đã donate cho Tabi 10.000 đồng. MUX200 thầy ơi. Zakani 119, ok cảm ơn Tiến nhá. Bây giờ còn 2 gói. Thì chúng ta sẽ cộng tổng vào. Ai thua mời nước, gọi nước uống. Được vâng, chưa? Vâng. Xong nhá, bây giờ mày mở trước 2 gói đi. Vé gì đã donate. Không tính con này nhá, không tính 119 đây nhá. Ngày 31 tháng 3 à, sẽ là ngày tươi sáng nhất của chúng ta. Thầy vô địch FPTL cùng STV với vua phá lưới. Hà Lan. Xa của em Palmas sau đó một, lên ngôi đội vì Real sải chân vào ngày 1 tháng 4. 118 min nha. Mở 1-1 đi thầy, thầy đến đây mở đi. Bây giờ không, bây giờ khó tính lắm, bây giờ cứ tính là 18 đi. 118. Không, mình tính là 8 đi cho dễ đúng không? Coi như 8 điểm. 8 điểm? Ừ. Em bảo 121 là 11 điểm, rồi 12 điểm. Đúng rồi. 121 gì? Anh. Anh lợn. CM. Cáp, là bao nhiêu rồi? 120 thêm thắng nào em mua một thẻ mà. Thế là bao nhiêu ta? Coi như là em là được một cái 10 điểm, một cái 8 điểm là 18 điểm. Ờ thì là 18 điểm, đúng không? Thì thầy rồi, cơ hội thật. Thắng thế nhỉ? Con mẹ tôi xong rồi. Hòa sao rồi? Hòa thì mình làm cái khác, thầy thua chặt rồi. Em E21 thì thầy đi. GK nó đi rồi, anh GK đi con mẹ luôn. Thì anh phải ra đi. Big 4 118 được, vẫn còn 120 là hòa mà. 120 vẫn là hòa có gì đâu? À Zera 100 kìa. Ờ Zera 100 có kèo Zera 100 đúng rồi. Ôi nhớ có kèo Zera 100. Tôi đã thua. Ờ FA, ờ Pháp FA. Thôi rồi đi luôn cú đi rồi. Đúng giờ luôn. Con mẹ đúng giờ lên đường nó 119 thua đúng 1 ly. Em Tùng đã donate cho Tabi 10.000. Thua đúng 1 ly. Thầy đừng đẹp trai nữa, mai em thi rồi, giờ em vẫn ngắm thầy đây em ương lắm rồi. Ê, thầy đi mất rồi Tùng ơi. Ôi xong quả kèo này lên ra mở nước vậy. Thôi khoa trò này mở nét hơn tôi để khoa trò nó mở quá này đi. Biết đâu đưa của chú ác về bờ thật. Ôi trời ơi. Chúc Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi em đá team Barca sơ đồ 4.222 có ST và CF. Em để Henry đá CF được. Ui trời ơi. Được Chúc Minh ơi, cứ được nha. Can lốt. Ơ. Ngon được mà. Được mà. Ô, thêm 122 là ngon mà. 122 được mà thầy. Có tí xe luôn. Em nhân trường chân của lòng thầy Tân đã được. Ok, tạm được. Tớ mà tớ nhá. Lần cuối đầu nét thầy nhớ em không? Em cứ bà Lazin là bú. Cảm ơn Nhân nhá. Nhân ơi, sao lại thầy không nhớ? Thầy có phải cái thằng vô tình thế đâu. Được rồi nhá. Bú còn gì nào, xe em không bú thì thôi. Chịu. Thiệp CA7 đã được nét cho Tabi 10.000 đồng. Thầy Tabi yêu ơi, em dẫn thầy đi ăn kem nè. Cái gì đấy Thiệp ơi, làm sao đấy? Và đó là 122 phát đầu tiên là chúng ta có gì nữa nhở? Brazil đi. Tây Ban Nha. ST. CB. Bion à? Xong Bion rồi. Bion 120 sao? Đồng. Trả keo zero. Hero không được. Làm tạm tạm vậy. Ok, xin cảm ơn Quyên đi nha. Không phải Quyên đi lịch sự thật đấy. Như vậy là chúng ta có một đôi Gen. Một đôi Gen đúng không? Chúng ta cần một con Gen nữa, dù béo đấy. Chúng ta cần một con Gen nữa. Nếu mà như vừa nãy mình mở ra có 3 con Bồ Đào Nha thì hôm nay mình sẽ mở ra 3 con Gen. Bây giờ làm dây 1 dây Gen luôn lần nào luôn. 10.000 đồng. 1 dây Gen lần nào. Thấy thầy hơi bơ tôi rồi đấy. Đâu. Tôi xúc ảo quả áo mà cô biết về sao. Tôi có bơ đâu ta bị chúa. Skip mà. Tôi đang cuốn quả này quá. Ôi, CF. CF mở như là Joan Coy phải. Joan Coy đi. Joan Coy đúng không? Xì đó mới đọc cùng được, cũng được. Ôi, mở Gen luôn. Sao mở lắm Gen người ta? Có khi nào ra một khung Gen không xây luôn tim. Em mở được vậy chứ? Ờ, tôi
bây giờ cần thêm Figo với con nào nhỉ? Dồn béo đi thế ạ? Thế là ba quả xe ăn rồi đấy. Ba quả xe ăn này em thấy ok rồi nhỉ? Bây giờ mày mở được 5 xe nhá là xây team xe luôn, lò lò luôn, đẹp. Sau nâng tầm cuộc chơi, tôi thấy thầy đẹp trai quá, tôi ưng thầy, sau FVPL tôi qua nhà thầy giảm ngõ nhé. Cái gì mà thầy Mười ơi, thầy Mười đừng thế, bình tĩnh đi, giữ bình tĩnh đi thầy Mười ơi, bà đó là ủa Kaka Beckham nhiều lắm. Zidane, xin một con xe nữa đi. Ôi trời ơi. Em nhân trượt chân và lòng thầy Tân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh mà. Over 122 năm. Rudy, Yên Ngoại, đường Yên Ngoại. Rudy. Rồi, ok. Được. Em không phải mua bà thẻo đấy. Được, con Rudy được. Em mua bà thẻo á. Rudy tiền to vãi lìn. MU luôn. MU. Rồi. MU là nào luôn, vua bà thẻo mà. Đã donate cho Tabi. Mở nét thế à? Ngày 31 tháng 3 này sẽ không phải là ngày vui của tôi vì tôi là mùa con và tôi phải chứng kiến Tabi lên ngôi vô địch FVPL cùng với STV. Đúng vậy. Nhưng vui cái là Real vẫn vô địch La Liga sút nhẹ và bỏ mấy thằng cu lê. Ok, cảm ơn Bita Bui nha. Cảm ơn ai? Thì bây giờ đặt tên thế đi, phải cảm ơn thế với sao bây giờ? Gian nữa về bờ, làm con Gian đi, Kaka đi về bờ. Ôi trời ơi. Bao 159.753 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thấy có cờ Brazil tưởng Rô bé Nga vẫn còn 50 cờ Rô bé Nga. Ủa xoài kín à? Được thôi. Cũng được tạm tạm. Tổng kết đi mọi người, tôi nghĩ là chúng tôi đã thơm mà. Quá thành công ở đây anh em ạ. Quá ngon rồi. Vẫn còn đây thầy ơi. Ủa con này bảo gì? LBB đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Ui Tiến ơi, hai con MU, Tiến ơi, hai con MU nha. Hai cái đầu tàu MU nha. Sao mà lắm MU vậy ta? Ơ. Tây Ban Nha. ST. TOT. Cổ Lai. À kia, sao mình bảo sao lại ra quả kia ra thế, nếu nó Tây Ban Nha là kia ra Moreno. Rồi, tổng kết lại nhỉ. Ủa cái nick này nếu mà được, nếu mà chủ ác mà tin tưởng. À chủ ác là chơi Man City à? Chủ ác là chơi Man City. Ôi trời ơi. Aliem cộng 100k. Aliem không kịp, Aliem rồi, Juni. Ôi, cái dây này khoa trò mở kinh mà. Đã khoa trò mở cái dây này tính sơ sơ qua bao nhiêu? Hai chỗ này coi như là 2.000 đi. Nakamura đã đầu nếp cho Tabi 10.000 đồng. 4.000 này. Ngày 31 tháng 3 sẽ là ngày đáng nhớ nhất 6.000. Của chúng ta. Tabi 10.000, gần 10.000. Năm con gần 10.000. FTV khẳng định một lối chơi kinh mà. Sức ảnh hưởng lên cộng đồng FC Online. EPL bị hủy do quá nhiều đội vi phạm công bằng tài chính. Trường xanh được một slot C 1 năm sau do này, có khi nào máu mặt trên đấu trường. Ủa, này. Buồn chủ ác mở như này còn buồn á, mở như này còn chê á. Mở như này còn chê sao, còn chê gì vậy anh em? Mở như này vẫn còn chê á. Đây là chào. Đây xem giá thôi, ấn vào giá đi. Mở như này còn chê chịu thật. Mình xem thử thôi. Đây này. Mẹ bao giờ. Dạ. Ok. Wow, tranh nhau mua mà, Juni tranh nhau mua mà anh em. Khoảng 3.600 bán thoải mái. Seedog này, Seedog bán thoải mái luôn, mà. Hàng tôi mở ra bán thoải mái luôn. Đấy. Con này bán được mà. Bây giờ mà xây một con lo của bây giờ mà anh em nào chất nhờ xây một con lo một LN8 của Gen khoảng bao tiền ta? Ôi trời ơi. Tabi chú đã donate cho Tabi. Vẫn còn Gera nữa thầy ạ. Tôi thấy mở rác cháy quá. Hay là khởi mở rác tiếp đi. Không cần, thế tôi phải ăn xe đi đây. Tôi phải hay là chúng ta vẫn còn một chúng ta sẽ dọn ra một chút để còn 20 gói ấy kia thì thầy để em làm lốt. Vẫn còn một cơ hội nữa để em tặng. Bây giờ full 15 rồi, bây giờ phải xóa bớt cầu thủ đi. Mình sẽ bán 20 cháu. Ủa ở dưới đi thầy ạ. Người tiểu đường không cười kiểu thương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh là người thầy đầu tiên của Pele khi mới chập chững bước vào nghiệp quần đùi áo số. Khả năng dê bóng dính như keo của Rô Béo cũng là nhờ anh chỉ dây. Cái gì mà thợ anh lại tài năng xuất chúng của bóng đá. Rô Béo lại là cái chùm của Pele đấy, cho chịu thật. Anh cũng phải dùng mình. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh. Tiến LBB đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Thành nan màu đỏ mãi mình. Ok, thầy cảm ơn Tiến nhá, cảm ơn em. Chúng ta sẽ còn một cơ hội nữa, một gói rác. Vẫn còn 21 cái rác nữa thầy ạ. Bây giờ mà thầy có tiền thì cũng thích làm quả là team LN Gen. Chất vãi lìm nhờ. Em nhân trượt chân và lòng thầy Tân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Nhân nhá. Em cao khoảng 1m65, thầy kiếm cái vali nào vừa để 31/3 em cổ vũ thầy nhé, trái tim lấp lánh. Kiếm cái ba lô nào vừa đủ thứ nhỉ, kiếm cái vali nào đủ nghe nó cứ ghê ghê à. Cái này. Đây này. Em nhân chật chân vào lòng thầy Tân. Ôi, lên LN Milan mới chất, LN Gen không có CB, nhỉ, cũng không có CB ta. Đúng, có Gen đúng không? Makele về đá CB rồi. 26 gói liệu có ra thêm một cháu. Lừa rồi, MC. Hà Lan xếp. CM thì vẫn đi rồi, CM thì không biết ai luôn. Seedog luôn, 115 cao nhất thì thôi hết cảnh rồi. Seedog cộng 8 cũng được. Zienko cộng 7, ok chúng ta sẽ dừng đây nhá. Xin cảm ơn bạn gì nhờ, bạn tôi xem, bạn Bình Minh đã gửi cho tôi khoa trò sự kiện này. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Mình sẽ dừng con tiền đây, đấy là tổng kết hôm nay bọn mình mở, nói chung là cũng được, không đến nỗi đen lắm. Đấy, không đến nỗi đen lắm nhưng mà mình còn may mắn đấy mà đấy. Mình còn cảm giác là mình còn may mắn còn đỏ cơ. Đấy. Rồi, mình sẽ dừng ở đây anh em nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xong rồi mình sẽ sang một cái content khác. Ôi giời ơi. Hiệp CA7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hiệp nhá. Ở Sài Gòn đồ ăn không hợp với thầy hay sao mà em trông thầy hơi gầy đấy. Gầy đâu vẫn thế, cân nặng vẫn thế mà, gọi ôn đồ uống cái gì hay Khoa? Em uống gì nhỉ? Thầy thua em phải uống gì ngon ngon đấy nhỉ? Em uống ngon nào không? Cà phê. Thì tôi mà dừng content đâu, tôi có off stream đâu. Trà thái đỏ. Trà thái ngon đấy. Rửa xiêm chanh tuyết. Tabi chúa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm 31 tháng 3 tôi không mặc áo thầy uống gì à? Tích 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 tóc sóc Tabi thì thầy có dẫn tôi vào không? Thầy làm tí chả thấy đỏ rồi. Xong rồi. Anh em bây giờ như này này, vì các bạn là sắp tới là cái vé bọn tôi nó cũng hạn đấy, vé nó cũng khá là ít so với kỳ vọng của tôi. Ôi giời ơi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm sao để đưa cho tất cả anh em vào được. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi chào Tiến nhá. Chào thầy E đi ngủ. Ok, xin gửi lời chào đến Tiến. Xin gửi lời chào đến Tiến nhá. Mẹ con ví rồi. Thế mình chuyển sang quét QR thôi ạ. Quét QR. Được. Chuyển hình thức được không? Tôi vứt cái tay cầm vào trong túi tôi để cái mẹ ví ra ngoài. Thế để quét cái mã QR đi. Đừng ai quét hộ nhá. Đừng ai quét hộ tôi nhá. Nguyên cấm đấy nhá, nguyên cấm đừng ai quét hộ nhá. Bởi vì cái này nó được nhận nhiều lần, nó không phải như thẻ điện thoại đâu ạ. Nghèo lắm rồi đấy. Rồi nha, tắt cái QR đi không em. Ông nào để em tay thế nạp nó mồm tán để em tay nó thế nạp đi cả. Thôi thì hôm nay thì cũng còn 2 lít. Được rồi. Thôi thì hôm nay còn 2 lít quá ạ. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với content là lâng tầm cuộc chơi phải không thầy? Bây giờ đây có nhiều bạn nhắn tin, fanpage quá. Đấy, có rất nhiều bạn để tôi xem nào. Ở đây có một bạn này cũng một cái là tâm thư nó khá là dài. Em mới chia tay người yêu được 3 năm. Trước cũng do em chơi game hay học tập nên không quan tâm tới cô ấy. Giờ chia tay xong muốn chơi game mà nhìn đồ hình chán quá. Vừa hụt hẫng vì tình mà vừa chán vì game. Tabi 10.000 đồng. Đó. Bye bye hai tài tử em ngủ đây. Cảm ơn em nhé. Mong thầy nâng tầm và chỉnh sửa cho em con nát ạ. Để em vơi đi nỗi nhớ cô ấy. Ok, thôi được rồi. Được. Thôi thì bạn ấy xúc động như thế mà Khoa, Khoa cứ cười. 10.000 đồng. Tôi mời quý BLV Khoa trò chai Dasani uống cho tôi. Ok luôn. Uống là không nể tôi rồi. Khoa kìa, Khoa xem nào đi. Em để anh ta bị chúa mà thật em ra thôi em ít khi em để ai như anh ấy. Nên là thầy thôi thầy đâu em ra giờ bắt thầy uống em chai Dasani chứ không chịu người ta mời mày bắt uống sao ấy. Thầy Tân đã donate cho Tabi 40.000. Ôi cảm ơn nhân nhá. Để em mà nhân để ra hội thích mỗi nhân thật, phong cách này thích thật đấy, phong cách này đàn bà gái ai mà chê được. Ai vậy? Đây mà thế nào? Tôi này hiệp CA7 đã donate cho Tabi 40.000. Donate cuối rồi em đi ngủ đây. Không chưa ngủ đâu Hiệp ơi. 31 tháng 3 thi đấu thật tốt để kiếm okay. Được vé đi Hàn Quốc. Thầy cả bất thiệp nhá. Thầy mới đi Hàn Quốc thầy làm vlog luôn. Rồi, như vậy là tôi xin phép anh em lời bạn này viết cái tâm thư nghe nó cũng buồn hôm qua. Nghe đọc khóc luôn mà. Đọc chớm khóc thật. Cầm bóng cuối từ ngày hôm qua đã đến cho Tabi 10.000 đồng. Anh ấy 60 gì đấy mạnh mẽ đôi bàn chân. Anh ấy à? Vậy anh ấy là ai? Đố biết đấy. Đố biết anh là ai luôn thật. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy nhỉ? Đầu tiên là đúng là bảo là cái nick nhìn rất chán không muốn chơi thì đầu tiên phải xem nick như nào đã. Bản cuối đã donate đó. Cho Tabi 100.000 đồng. Ui. Xin gửi đến quý bình luận viên Khoa trò xuất. Sao thằng Khoa được sao thằng Khoa nó được tặng nhiều với ta? Cảm ơn anh ông học sinh bản cuối ạ. Sao thằng Khoa nó được tặng nhiều vậy? Tôi đã ngồi móc mép mồm rồi. Cảm ơn quý ông bầu rất nhiều. Nợ mẹ 250k nhưng nghịch tử không trả đã donate giả cho Tabi. Giả đàng hoàng đi nhá. Nợ mẹ giả đàng hoàng đi. Thất vọng vì tình thì hôm nay thầy cho em tuyệt vọng về game luôn này. Không. Em đừng nói thế mà tiến tới ra người ta nhờ thì mới làm nhá. Mẹ người ta nhờ thì mới làm là chúng ta check vào 9 triệu chơi. 9 triệu chơi. Thầy mười khó đã donate cho Tabi 10.000. Nghe làm gì đến nỗi mà nhỉ? Chồng cũng đồng của thầy nhỉ? Xuyên đêm tôi ngồi với thầy mà sợ giữa đêm hệ thần kinh của thầy nhót thì tôi cô đơn lắm hay là mình cứ bên nhau nhỉ thầy nhót tôi vẫn ở cùng thầy. Ôi cái gì nữa? Cảm ơn thầy 10 nhé. Đội hình sao nào? Đội hình này 900B mà kêu chán 900B thật chất là bảo chán hay không chán đâu đó. Này đùi ngon nhưng biết gì ngon này ngon hơn bao nhiêu người luôn đấy. Nhưng mà thôi, hàng thủ trông hơi lỏng trong hàng thủ. Cho Tabi 10.000 đồng. Mất vệ sinh thật. Em xúc bảo áo rồi, đang chuẩn bị mua tay cầm mà ợt giờ đá ngu quá. À ngu quá à. Thầy rồi. Đó, thằng nào bây giờ mình nâng tầm ấy, mình phải chọn bạn nào mà hoàn cảnh bạn thật sự éo le, thật sự khó khăn đúng không? Bạn này. Đấy, nó mới nâng tầm, bạn này bạn ấy buồn về chuyện tình cảm nhiều. Đó. Thôi thì như này. P816 600M đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 600M thì nâng phép Flashic thầy và bạn Khoa hôm qua lần đầu cầm quân đội bóng được vô địch và cũng mới tậu con CS5.
Chúc tuyệt vời luôn đấy. FVPL nhé. Nay về ăn cơm với vợ con sau 2 tuần xa nhà đá dài. Ủa tuyệt vời thật. Em làm huấn luyện viên futsal ạ. À, vui vẻ nha thầy. Ok, thầy cảm ơn em nhé. Ôi trời ơi, tôi đang suy nghĩ đó thầy ông. Đây rồi, xin chào lời chưa nói nhá. Và đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi vừa bán hết đội hình để đặt gù nhít icon cộng 6 và sức cơ PC cộng 6 rồi à. Ờ bây giờ giá trị còn đúng 80 tỷ thầy ạ. Thôi cái gì mà không biết nick tôi có được vào còn Tenseji nâng tầm cuộc chơi của thầy. Không biết nick tôi cái gì, con vợ này. Đấy con vợ này lúc có điều kiện đó đi gửi nick sang Metro, lúc bị phá thì gửi quay lại tôi. Xin gửi đến quý vận động viên Nguyễn Tuấn Anh động lực stream đêm. Vô địch thưởng nóng một củ. Nhận. Nói thế này nói cho nó có lực liệt luôn. Mà xin luôn tuyên bố luôn ăn luôn một củ con loại luôn. Mấy củ nhỉ? À một củ. Tuyên bố luôn ăn luôn một củ con loại luôn. Khi thế ngút trời. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Chúc anh sức khỏe. Ok, cảm ơn Hiếu nha, cảm ơn em. Thì thôi Khoa hút bạn tí. Khoa bây giờ Khoa này được nhiều donate hộ bạn tí đi. Bạn nên khó khăn như thế rồi Khoa hộ bạn tí làm em, sao mà. Em ok rồi đấy. Bầu Hoàng Tử Vinh cháu Oxygen đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nổ cái melu tôi mời thầy với quý vị LV cái gì xin chào. Muốn vào SC xem chung kết mà chịu không sắp xếp trời được mặt nếu. Trời ơi Bầu Hoàng ơi, Bầu Hoàng hôm nay tôi khoát tôi. Rồi, cứ quét quyết trước 2 lít đi. Rồi đấy Bầu Hoàng bảo là mở cái menu lên để Bầu Hoàng mời ăn đêm. Đây, menu đồ ăn này cũng chỉ có thế này. Đấy, nó chỉ có thế này thôi Bầu Hoàng ạ. Nó chỉ có 8 món, 12 món thôi. Tầm đấy, tôi thích cái bánh mì sốt vàng này. Không biết là Khoa thích ăn cái gì. Bánh mì thịt áp chảo. Mì sốt, úi dồi. Ui, đéo món dài thế. Mì ý sốt bò băm thế ạ. Mì ý sốt bò băm à? Ăn uống đơn giản thế là ui. Khoảng 1 lít thôi mấy, đúng không? Thế là nó rơi khoảng 1 lít. Ăn những món ăn châu Âu ngay ở trong lòng Sài Gòn này. Mong thầy bắt bệnh giúp em con đội hình Barca. Mai em đi đá kèo với bạn. Nay em thua nhiều quả hàng thủ nó không chạy cứ đứng im nhìn bóng thầy ạ. Thế thì nếu mà như thế thì mình đừng thua nữa. Đúng không? Nếu như thế mình đừng thua nữa, mình thua nhiều quá cầu thủ nó bị ngáo không chạy thì mình đừng thua nữa. Rồi xin phép anh em luôn là làm 2 lít rồi. 2 lít trong chúng ta sẽ có gì đây? 2 lít chắc là để nâng lên vị trí để con nhờ Khoa trò nâng lại cái vị trí này trông ai bây giờ ai người ta đá 3 vị trí cộng 1 này thật. Nhưng mà đây có phải là đội hình PSG không nhỉ thầy nhỉ? Đó là PSG đấy. Đó PSG bây giờ mình có 2 lít mình làm gì giờ? Mình làm sự kiện đó thầy. Mình bây giờ mình làm sự kiện mình chơi sự kiện gì mới là vấn đề? Vòng quanh thế giới ạ. Có đã donate cho Tabi. Đây là sự kiện một trong những sự kiện mới nhất này thầy ạ. Mới đấy. Vậy chắc tôi đổi hướng qua Khoa thấy Khoa tài chính cũng ổn cho hỏi Khoa đã có người yêu chưa? Để nhìn rồi. Có nhu cầu ăn chay không chay gơi. Chay gơi à chơi gai. Em bây giờ hiện tại thì mình chưa có người yêu anh em ạ nhưng mà mình không có nhu cầu ăn chay thì... À mình check thì chuyển nhượng anh em bảo check thì chuyển nhượng xem nào. Bây giờ em ăn thịt quen rồi. Tabi chúa đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ôi cảm ơn Tabi chúa nhá. Mời em quý BLV Khoa cho thêm cái bánh mì nữa. Sao đây con vợ đi. BLV có ăn cho tôi vui không? Em có mà, em ăn ngay đây luôn. Ăn luôn bây giờ được không? Ăn luôn bây giờ được không? À, ăn luôn bây giờ được không ạ, Tabi chúa? Thôi thì thôi quyết định như này nhá. Quyết định gì này? 2 lít vào đây. Quyết định chưa? Đẹp luôn như gì đây. Cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Em gửi ơ để thầy nâng tầm bên FB thầy RFB em la. Là gì? Là gì nói đi chứ, cái FB em là... Đó. Đây anh em ơi, quà của anh em gửi đấy nha. Ôi trời ơi, miền Đông nước Anh đã đồn lên cho Tabi 100.000 đồng. Ôi trời ơi, miền Đông nước Anh nhá. Thầy ơi, có gửi ước cho thầy nhờ đôi tay của thầy Bill em tim bóng cuối trong tầm 2K7BP với... Cái gì? Facebook Đồng Đạo Vương. Sao lại em Bill cái tim bóng cuối, Bill cái tim bóng cuối là cái tim như nào nhỉ, Khoa nhỉ? Rồi, như vậy là chúng ta đã có khoảng... Đây, đúng tối ưu được hết cái số FC của tôi nạp vào. Bầu Hoàng phụ huynh cháu Oxymhen đã donate cho Tabi 150.000 đồng. Bầu Hoàng nét. Lít rưỡi bao nước nha cây cây. Ok, tất cả ông Bầu Hoàng nhá. Bầu Hoàng nét thật sự luôn. Bầu Hoàng không vào Sài Gòn nó một sự đáng tiếc của chúng tôi. Thôi không sao, tôi sẽ cố gắng mang được cái thành tích về. Đó để flex cùng với Bầu Hoàng cái. Ôi Hoàng đấy, gọi đồ ăn đi Khoa. Thôi từ từ đã nhở, mở xong bạn này nâng cấp xong bạn này đã xong ăn uống xong thì làm phát này đúng không? Cho mình thấy nó đàng hoàng chứ. Ai mà vừa chơi vừa ăn được. Em Nhân trượt chân vào lòng thầy Tân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Nhân nhá. Hôm nay content mất bang cùng quý BL về. Từ từ từ. Nhưng chỉ các tôi thấy là like ở quán nét có cái hay đấy. Ờ đúng, có cái rất là hay là mình có thể ăn uống ngay từ đây được. Nó mà có người phục vụ đúng không? Lúc đầu nghĩ là like ở quán nét cảm giác như nó cũng kiểu nó hơi bí bách ấy. Nó không được tiện lợi nhưng mà chúng ta thấy hay. Hay thật, anh em mời ăn luôn được. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Là Đoàn Việt Hà thầy ơi, mong thầy để ý, mặt miếu. Ok Hà ơi. Phải sướt mướt nha, tâm tư phải sướt mướt nha, Khoa trò nó mới lọc. Khoa trò nó rất thích đọc những cái tâm tư của anh em nào sướt mướt hoàn cảnh éo le thứ là cực thích. Nghe nó cảm động tí anh em ạ. Tabi chúa gã donate cho Tabi 50.000 đồng.
mới quý BLV khoa trò 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 rồi thì CX mới thầy đĩa cơ. Ok, xin cảm ơn. Hai thầy trò làm tôi đợi mãi chưa thấy mở menu. Ok, cảm ơn tâm ý Chúa nhá. Để menu lên đợi tôi xíu, đợi xíu. Bây giờ việc gì mình ra việc đấy. Mình mở một con TI cho bạn ấy vui luôn. Biết gì càng tốt. Từ chiều đến giờ chưa dừng à khoa. Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa cho ta đi 10.000 đồng. Lửa. Thầy có thể nâng tầm con ước vô địch World Cup 2022 được cô à? Em đã gửi ước Henry rồi. Henry à? Cậu sao lại cậu 1 thế nhở? Cảm ơn em Huy nhá, được nha. Sao trong phèn người ta? Trông nó phèn đấy nhở? Quả này bán đi xong kiếm tiền nâng cấp cái đội hình lên cho bạn đấy nhở? Ôi trời ơi! Ao e chim sẻ đi nắng mặt miếu và Hứa Văn Hộp dấu bé bà đã đồ hết cho ta bi 10.000 đồng. Hứa Văn Hộp à? Thầy nói vậy là trách sai tôi rồi. Sai đâu. Tôi gửi ước để thầy đập đi xây lại hai lần rồi thầu có thèm xem tin nhắn của kẻ đau khổ này đâu buồn. Tôi nhiều thật sự với anh em ấy. Đến mà ác cho mà buồn giấu bé ba. Con mẹ thật sự là phải đập đợt này làm của con ten là gì nhỉ? Thầy bấm vào đấy nhỉ? Thật con ten là nâng tầm của chơi này nhiều anh em nhắn tin bết. Quá tải luôn thật. Miền Đông nước Anh đã đi hết cho mình ta. Mình phải bán mắt đấy. Tôi ưu tiền con này Min này. Tin gì cũng được á thầy. Nhờ y kênh chat tư vấn ạ. Ok. Sáng hơn chưa thầy? Sáng trưng luôn thật. Miền Đông nước Anh sáng trưng luôn. Khả năng ấy, một phát đâm nữa khả năng là mai chưa mai lên luôn thật. Cái gì đấy khóa? Sao đấy nhẹ nhàng mình lịch sự thế kia. Ôi trời ơi. Tại đâu? Bầu Hoàng Phú Huy cháu Oxygen đã đồng hết cho ta bi 10.000 đồng. Tôi mà vào được Sài Gòn thì lại có phim cho phở và Oxygen quý vị LV. Ôi, quả đấy bà đã bình luận thì thôi nhờ bà ba bình luận. Hy vọng là thế thì ông bầu vào đi ạ. Bầu Hoàng vào đi, bầu Hoàng ơi. Clip vô à? Bây giờ mình mở hết ra rồi. Anh em bảo mốc làm cái mốc gì? Dũng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho Dũng nhá. 31 này vô địch có ngay 5 triệu, còn không vô địch thì thầy nhóc. Em sợ gì vào cái tầm này thì gặp thằng nào thì đoán thằng đấy rồi, ngại cái gì đâu mà. Đúng không? Tầm này gặp thằng nào đoán thằng đấy thích đến là đoán. Mở mốc thì mốc nào? Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Ok, cảm ơn anh em nhá. Mbappé hoặc là Jude Bellingham. Bellingham, người ta đá biết gì đấy Bellingham. Làm gì phải tính nữa. Dấu tên đã donate cho Tabi 15.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. FBM là Minh Hưu gửi thầy nâng tầm thầy ạ. À. Ok em, như vậy là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền đây? Mốc 50.000 thầy xem nào. Mốc sự kiện đâu làm gì có. Tổng hợp sự kiện mới nào thầy. Làm gì có. Mốc mình làm 2 lít là sao mà lấy mốc được. Ôi trời ơi. Đây. Fan pháo thủ đã được cho Tabi 50.000 mà lấy mốc của gì? Tôi mời quý BLV thêm cốc trà thái nữa. Ui, con vợ qua trò này, mẹ con vợ qua trò này bội thực luôn mà. Cảm ơn ông bầu Minh Phan pháo thủ ạ. Ôi, con vợ qua trò năm nay mẹ bú bằng hết luôn à? Anh em mời ăn mà uống liên tục. Tâm lý của em bú hết. Chim sẻ đi nắng mặt miếu và Hứa Văn Hộp dấu bé ba đã donate cho ta đi 10.000 đồng. Thế mà thầy trách tôi. Thế là do tôi hay do thầy? Thầy xin lỗi tôi đi. Ôi, cái gì buồn đâu, gửi ai đây cho tôi. Bây giờ chúng ta mới chỉ có là 60 tỷ. Khoa. 60 tỷ đấy. 60 tỷ bây giờ mình phải mang một con CB chất lượng cộng 5. Biết gì? Cùng tên với thầy Ramon một khác xịn hơn thầy ạ. Đã donate cho ta 10.000 đồng. Một khác xịn hơn à? Thầy có thể bán cho em thêm cái cổ áo được không ạ? Thầy bán cho em thêm áo vừa xinh mặc vừa đẹp, mỗi cổ áo chật. Giờ sao khỏe? Trời ơi, đi mình đi đơn giản mà. Cái đấy mình ra hàng may mình bảo nới cổ ra được đúng không? Đơn giản mà. Ramon thì theo em nghĩ là một nào? Thầy nghĩ là một cát ok đấy. Một cát này mùa trước là CBTV đã giải đấy. Thầy nâng tầm giúp cát con ước e vừa mới thế nghĩ là để thầy build team với chiến thuật leo rank ổn áp là à? Thầy FBE là một cát là sao đủ tiền. Ok, thầy cảm ơn GK nhá. 80 tỷ căng quá, 80 tỷ là sao đủ. 80 tỷ không đủ được ấy chứ. Bây giờ hay là mình chuyển đến con khác em. Mình con giá một này sẽ hơi đắt so với những cái gì mà mình mang về các bạn đấy. Cho Tabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ .tui Hilton. Ok, cảm ơn Kim Newton nha. Hay là mình bán con Ramos bộ DC kia đi ạ. Sao không được mấy? Vì các bạn mình phải mua 3 vị trí cơ. Là CB, ôi, RB và GK. Dũng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khác. Gửi BLV khoa trò bọc bánh. Ôi, cảm ơn ông bầu Dũng ạ. Con trò tôi bảo rồi, con trò đấy nó mà stream đi thứ thì bú đủ thôi mà. Kim Ape đi, chuyển hướng. Ôi trời ơi, Giang Forest đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Thầy đói không? Cầm lấy làm suất cơm ăn ngay cho em nhé. Ok em ơi. Nay em cọc. Ok, thầy cảm ơn Giang nhá. Tí thầy phải ăn ngay đấy, không là Giang nó bực nhá. Kiếm bể đéo được. Bây giờ từ may quá, có vợ Giang tao đất. Chuyên gia tư vấn cầu thủ. Em Hào tư vấn thầy CB. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chuyện là tôi cũng cần nâng tầm nick. Mặc dù tôi không chơi. Riêng Bầu Hào gửi luôn cho tôi, gửi qua Facebook trực tiếp luôn, qua trực tiếp cho tôi, mà tôi giải quyết luôn. Đó, trường hợp Bầu Hào tôi giải quyết ngay lập tức. Đó.
Skinia Sipak có rồi đâu mà. Huy đã đầu nếp cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Huy nhá. Thầy ghé ở em mới kèn sẵn 150 ti cuối tuần em sút giải trí. Ok ok Huy ơi, cái bình tĩnh để thầy làm từng ít một nhá. Mạc Quỳ Nhốt ờ. Như vậy là chúng ta quên khóa trò này, bình luận viên mà kiến thức. Nhưng mà tài thằng Mạc Quỳ Nhốt này em hơi bị đừng gọi là em hơi cầu thủ, em đừng gọi thằng này thằng nọ. Anh ấy 20 gì đấy còn 396 đồng. Ui ở miền Đông nữa anh nhá. Em chói chưa thấy. Vợ e chưa biết tặng sinh nhật e quà gì hay là một chiếc áo nhót tay một chiếc áo nhót hoặc là chiếc tay cầm mang cái này về. Tại con Mạc Quỳ Nhốt này nó đá hỏng quá, nó bán cái trận bình luận viên em gọi ta là thằng này thằng nọ nhót nhất cái thứ Brazil với cả Croatia. Em bực ông này quá view bắt xa rồi tạt không được buồn quá gửi thầy suất mì ý ăn. Ôi, cảm ơn tạt chúa nhá, có khả năng gọi đồ ăn nhỉ. Hay là mình có thể là không phải Hà Nội nữa mà tôi Hà Lan là có nét được không định cư luôn đấy được không. Qua đã đầu bếp cho Tabi 99.999 đồng. Tôi có bé chồng nói mãi không hiểu ý tôi. Tôi bảo lên 8 mà anh ý cứ muốn số 1 à. Để Tabi cân nhắc có tác động được gì không thầy nhỉ. Gửi luôn đây, thật những cái ca nào chữa bệnh ấy không ai nhận đấy, để tôi. Sonomin đúng không? Sonomin cộng 7 muốn lên cộng 8 đúng không? Ri của Ri mà. À chị Ri à? Chị Ri đây. Thì em bảo bé chồng em phải tưởng là Thu Hằng đã đầu bếp cho Tabi 1.000 đồng. Ôi cậu Thu Hằng nhá. Anh Khoa không được ăn à? Thế thì anh Khoa làm ngay suất cơm. Ôi. Nay em cũng cọc. Cảm ơn Thu Hằng rất nhiều. Hôm nay nhiều người cọc với ta. Rất nhiều. Tuyệt vời luôn. Hôm nay là hôm nay ngày quốc tế bị cọc à? Sau này nhiều anh cọc hay Khoa. Bây giờ tôi hỗ trợ bạn 2 lít nữa. Giấu tiền giấu tiền đã đồng hết cho ta bị 10.000 đồng. Khoa trò cầm lấy mua chai nước uống. Ca nói nhiều. Con mẹ Khoa trò đã đấm nhờ. Cảm ơn anh giấu tên ạ. Thầy cũng muốn ăn à? Ok. Thầy cũng muốn ăn mà. Khoa cho Khoa hỗ trợ bạn 2 lít. Đây à? Ôi trời ơi, chả bán 2 lít này, em xem có em hỗ trợ bán 2 lít làm sao mà em... Thầy ơi, năm nay anh lại ăn 3 nữa vậy thầy? MC! Có lẽ nào là Man City? Nói luôn, thôi, bọn tôi về Khoa này cũng không phải giàu nghèo gì. Bọn tôi cũng chả phải là mẹ đại gia gì cả, nhưng mà chẳng qua là cái nick của anh em nó nhìn nó khó khăn quá. Thì bây giờ bọn tôi hỗ trợ, đúng không ạ? Tôi mặc dù điều kiện tôi không được tốt lắm nhưng mà tôi... Còn anh cũng là sách đọc của Eskin méo mồm với hai chú Golden này. Ca thấy tiếng donate chỉ dây nào. Tặng mỗi chú Golden 50k mua đồ uống. Ok nhé. Ok, cảm ơn 5 xem nhá. Ok thầy ơi. Đã xong. Đó. Thầy ơi, mỗi thầy trò tôi hỗ trợ bạn một nửa. Mỗi thầy trò tôi là hỗ trợ bạn, các bạn là bạn ấy còn bị người yêu chia tay vì chơi game mà. Xong bây giờ vào game, bị yêu bỏ rồi. Đâm phát cuối rồi thầy nhá. Ước gì? Chưa gì ạ? Được lên sóng. Em gửi nick nhớ, gửi nick nhớ ghi luôn là em là miền Đông nước Anh đây nhá, không là nhầm nhá, nhớ ghi là em tên Wisken là miền Đông nước Anh đấy, không để bị nhầm đấy, nhiều vợ giả mạo cái nguy hiểm. Đó, anh em chụp lại lịch sử Wisken nữa thì càng tốt, nhiều vợ giả mạo à. Rồi, như vậy là với thêm 2 lít nữa. 2 lít nữa thì tiếp tục thôi nhỉ? Tiếp tục có thể ạ. Rồi, bây giờ mình đã chót đi rồi, chót yêu rồi thì phải lên khoảng, tại em có lên được mốc ấy không? Đấy, đầu tiên em nghĩ là không giúp bạn ấy, nhưng em nghĩ là một người đàn ông mà bị phụ nữ người ta ruồng bỏ ấy. Đúng. Cái lỗi đầu người đàn ông thực sự lớn ấy. Nó đau đấy. Đau thật, nghe đầu là thôi thì mình mẹ em... Mình nghe qua mà mình còn thấy đau hơn hoạn. Ôi, mốc 100 thôi mà. Lẹt luôn đi. Tối ưu tiền nhá, chỉ có một mốc đấy, phải tối ưu tiền đấy. Nếu mà thực sự là để đợi hũ ấy, thì chúng ta nên chọn cái này thì ạ. Hũ bây giờ chỉ có cái này mới một bước giàu được thôi thì ạ. Cái này nào cũng sẽ rách. Cái này thì có thể giàu được. Cái này vĩnh viễn rẻ rách rồi. Thôi, mặc dù biết cái này tỷ lệ chỉ có 1% nhưng còn hơn 0%. Ý nhất là hơn 0%. Thôi được rồi. Thôi được, quyết định Khoa trò bây giờ 2 lít, nó nạp 2 lít thì phải để nó quyết định chứ. Làm sao mà nó nạp 2 lít thì không cho nó quyết định chết. Sao nó không nạp nữa chứ. Thôi được rồi. Thì vào đây. Toàn phôi chứ làm gì có tiền, bây giờ anh em ơi 2 lít, bây giờ 4 lít rồi, bây giờ nick không có gì, bây giờ anh em gửi tôi mà tôi đã đóng 4 lít, anh em bảo toàn phôi chứ, cái nọ kia. Nào. Takefusa Kubo. Mày ai mua được con da mốt để ngon nhờ. Mày lẹt luôn đi đấy ạ. Henzi, anh Dũng này cũng phải bán đi thật. Rồi. Còn con RB nữa, Khoan rồi bắt đầu nghĩ rằng con RB đấy nhá. Hakimi à? Hakimi mình... Có Hakimi luôn đấy. Mình lên cái mùa xịn hơn là được, bởi vì Hakimi đã ngon rồi mà thấy. Úi dồi, chỗ này mớ luôn này. Úi dồi, xin một con tên Toti luôn đấy. Úi dồi, rồi béo ơi. Đoàn Việt Hà đã đầu nếp lại cái con này cho Khoa trò này. Kéo Đoàn Việt Hà nhá. Em gửi thầy chai nước uống cho ngọt giọng mong thầy để ý em tí, em gửi ở bên phở bò thầy rồi. Ok, thầy cảm ơn Hà nhá. Xin một con rô, xin một con rô. Và xe mà. Đan Mạch. PTB. Christian, Tai Gigi đã donate cho bảy gì đấy? Em có được Tai Gigi ham thế? Được cả. Quả Tai Gigi này, tên nó đùa đâu? Hình như vẫn còn mốc sao vậy? Từ bình tĩnh. Được em nhá, được Tai Gigi. Rồi bây giờ bán hết đi, bán hết rồi.
lên 8 không lên được, con này không lên được, con này để mà tối ưu tiền thì không thể nào lên 8 được, lên 8 được coi như là vứt tiền ấy. Min, Vadion, Mark, đó, mình phải bán hết tiền đi để mình đắp vào nick cho bạn ấy. Mình đã giúp để giúp cho chót đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ. 57, bán luôn. Lương nghi mà, cứu chữa bằng hết cả cái tâm mà. Gõ 8, đừng có nói câu chuyện gõ 8 ở đây nhá, cứ gõ 8 ở nick khác, không phải gõ nick này. Ui giời ơi. Zabiot, bán luôn, bán có giá là bán liền. Dấu tên đã donate cho Tabi 18. Cảm ơn dấu tên nhá. Gửi A Khoa Chai Sting, ACM nâng tầm đi CKA. Ác em nâng tầm được không anh à? Ác em tên gì nhỉ? Ác em là tên là gì với hoàn cảnh bao nhiêu tiền, giá trị bao nhiêu thì người ta mới biết được, chứ bây giờ bảo ác em thì nó chung chung như thế thì làm sao mà biết được đúng không? Bây giờ em cứ xin một cái diện hộ nghèo nhưng mà không biết gia cảnh em thế nào, sao có anh cho được? Sao không qua phần thẩm định thì khó quá. Mà thì ok, chúng ta sẽ có một số tiền như thế này. Chúng ta vẫn còn một gói nữa đấy thầy ạ. À nhờ, đúng rồi, cái gói này khoa trò sở trường ấy. Khoa trò rất cần đấy nha, rất cần những cái đồng tiền. Còn mốc đấy thầy ạ. Còn đây này, còn đây này. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi. Thầy thầy này em. Và đó là... Đây, bây giờ phải chắt chiu từng cái này biết đâu ra TI đúng không thầy? Xin một phát TI, cộng 4. Anh Liêm, cộng 1, cộng mấy cũng được. Liêm khiết đấy nhá. Không có lửa luôn, không có lỗ. Tai Gigi đã đưa hết cho Tabi 10.000 đồng. Tôi muốn lên sớm thì tâm bao nhiêu hả thầy yêu? Tâm bao nhiêu báo giá đi. Sẽ bỏ... Sao thầy dùng từ báo giá? Tâm bao nhiêu giờ thì sẽ báo giá đi, làm sao bây giờ em báo giá đi? Thôi thì... 2 lít. Đấy thầy dùng từ báo giá đi em bảo. Ao điên à, cái tâm nó phải sáng. Thế đúng không? Tâm nó phải sáng đấy. Tuấn Anh biết nằm lốp rồi. Tuấn Anh biết rồi. Sao nó biết rồi? Chắc là bạn ấy là người trải qua đau thương nhiều rồi. Người bạn của em. Thôi xong rồi. Không phải, đây mới là rồi, đây mới là cơ hội thầy ơi. Xin một phát, xin một phát. Mày xin con gì? Xin một phát cái xin con gì? Xin con gì thì chúng ta phải. Hay là Hakimi lò lò luôn. Hakimi lò lò. Xin, cộng đá. Hakimi lò lò. Ôi trời ơi. Duhil đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái hôm gì nọ xem trận 7 TV vs 4 IP cùng thằng bạn nó bảo tất tay vào 4 IP mà thầy lại chiến thắng. Em quay ra bảo nó là hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy gì ạ? À? Để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Duhil ơi, mèo nó tạc bóng rơi thẳng đầu tôi luôn, bảo nó đánh đầu đẹp bóng dễ thật. Kiến tạo online luôn. Mà Kevin De Bruyne online sợ thật. Nó lại còn như thế, nó bây giờ còn kiến tạo quá donate nữa. Ôi thật là dã man thật đấy. Để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa nha. Sợ thế, quá trò ơi, em ơi, bây giờ tiền đâu ra mà đắp nick cho người ta đây. Em mở như này. Rồi, 9 tỷ, bây giờ nào đi mua con ấy đi. Nào, đi mua con Hakimi ạ. À, Rap Hakimi à. Tránh phải đúng không? Hakimi nào vừa vừa tiền mà lại nó trông nó khỏe khỏe tí, 80 tỷ nếu đủ. Xuống một tí nhỉ. 31 tỷ con này hợp lý nhỉ? Luôn luôn gì đấy, họ bị biên tục thế là quá xịn rồi đấy. Quá xịn. Đã donate quá đẹp luôn rồi. 10.000 đồng. Rồi, cảm ơn em bên Hà nhá. Em quý BLV chai nước ạ. À. Mong thầy và quý BLV cho ước em được nâng tầm ạ. À. Mặt mếu mắt long lanh. Gì mà mắt long lanh nữa, làm sao nhỉ? Mắt long lanh nha, cứ giận giận nha. Mình sẽ lấy thủ môn là đô la luôn rồi ạ. Đô la nhưng bây giờ phải cộng 5 chứ. Còn 15 tỷ à? 4 mấy tỷ thôi. Em Đức giấu tên 096 đã donate cho Đức ta. Đức hay lắm, Đức này fan Arsenal nặng lắm đấy. Thầy ơi, giờ ơ khổ nghèo muốn được lên sớm để thầy nâng cấp thì phải nhiều tiền. Thiết nghĩ thật lỗ hổng kinh tế phải không ạ? À? Bao giờ có chuyện đấy luôn nhá. Đức có thể hỏi tất cả các chủ ác đây nhá. Đó. Những anh em chủ ác đây không donate một đồng nào vẫn lên bình thường. Em đừng nói như thế, tự nhiên hộ nghèo donate cho tôi. Goku đã một cười. Đúng không? 10.000 đồng. Ước em Mân Lan đi gần 800B. Bất khả chiến thắng, thiếu những con bài dự bị chiến lược, FB Trịnh Nam đã gửi ơ qua FB thầy rồi đó. Thế 15 tỷ ở kho, sao 15 tỷ ở dưới kia, 15 tỷ nào? Thế có trường hợp nào các bạn... Đéo 15 tỷ nào nhỉ? Có trường hợp nào các bạn mong muốn vào đây nâng cấp ác bằng cách nào 4 ít thì muốn nhanh thì các bạn đốt lên 1 triệu. Torres đã đầu nếp cho Tabi 100.000 đồng. Ôi cảm ơn Giang nhỉ? 4.000 Lee Kang In, liệu có được không thầy? Lee Kang In phải thằng có nhá. Thằng này nó mất dậy, để nó lau ghế dự bị cho em. Mất dậy thằng nó làm mất lòng của Giang Torres tôi à? Dự bị đi, mày với tao mà dự bị về đi. Về tao dự bị đi, thằng này phải dự mày bị lâu luôn, luôn đấy. Con mẹ mày dự bị, thằng này dự bị lâu luôn, không phải dự bị bình thường. Cho mày hạt cộng 7 luôn. Bố mày hạt cộng 7 cho nhức nhối nhá. Cứ để cộng 7 thôi, đó. 15 tỷ nào chưa nhận, cứ bảo 15 tỷ nào chưa nhận mở con mẹ hết thôi. Ảo thật đấy. Sao giống như câu chuyện vừa nãy thế nhỉ? Là bây giờ mình đi mua đô la đúng không? Đô la đấy ạ. Đô la xong à. Rồi. Đô la mình chơi HG cho nó mới nhỉ? Nhưng mà có ai bán rồi? Mình mua là có người bán, mình có ai mua đâu mà chả không bán. Ôi giời ơi. Đó, mà, người ta bắt con 23 mình bắt hẳn cho Tabi 10.000 đồng. Hay mua này cũng 6 thầy. Livestream vui vẻ. Được nhá. Dona này xem nào. Dona mình cảm ơn giấu tên nhá. Mua hẳn này đi. Mua hẳn cũng 6 chất này nhỉ. Mình có tiền các bạn chứ.
Tiền nong mình có thừa. Còn luôn đi. Trong sự kiện có xúc sắc, ok ok. Ủa sao nó khổ nhỉ? Sao sự kiện mà đi vét từ tí. Ôi con lấy ma nó giấu dưới đây kìa. Lấy ma nó xì luôn. À, Lee Kang In này. Miền Đông nước Anh đã donate cho... Không, không nghèo đâu. Đấy ngay để mà nó không nghèo thì không nghèo đâu, đúng không? Và quý bình luận viên khoa một chai dầu ăn. Chúc hai thầy buổi tối thật nồng chát. Xin cảm ơn luôn, xin cảm ơn, miền Đông nước Anh nhiều. Sâm sáng trưng thật, tông vợ sáng quá. Chói hết mắt luôn rồi. Sao đó bây giờ mua cái gì đó Khoa? Ôi trời ơi. Đoàn Việt Hà đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hà nhá. Em thấy mỗi thầy và Khoa trò đứng đắn chứ hôm trước xem stream A Hộp với Cấp Tường mà giận hết cả người mặt. Ôi em ơi, thầy với Khoa trò là theo hình tượng là trưởng thành. Có thể tuổi của thằng Khoa có thể nó ít hơn ở những anh em kia, nhưng mà vấn đề là nó sẽ đi theo thầy và nó sẽ theo cái style là trưởng thành, quý ông, đàng hoàng, lịch sự. Hoàng Tử Hà Đông đã đồng nhất cho làm mấy cái trò bây giờ bảo đồng. Khoa trò ơi, 500k tụt quần ra này nọ, không bao giờ làm mấy chuyện đấy cả. Rơi nước mắt. Mà sao có cái đồng hồ ở góc dưới là sao vậy thầy? Cái đồng hồ nào ở góc dưới nhỉ? Rồi BTB 8 nhưng mà mở ra lại có cái đồng hồ. Nó là 3 ngày em. Đâu? Nó chỉ được 3 đây này. Nó đang giao tranh như là ông bật đồng hồ tự động lên. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vòng chung kết tới đây. Đừng, đừng, đừng như tên tôi. Đừng như tên cái gì nữa. Cái gì cầm bóng cuối từ ngày hôm qua không? Tôi không đá như vậy được. Rồi như vậy là mình thiếu cái gì nữa Khoa? Mình đủ rồi bạn thấy. Như vậy là mình đã set up xong cho bạn em. Mạnh luôn nên đội nhờ. Biết gì thì mạnh luôn đấy. 18 tỷ mình tiêu nốt chứ. Tabi 10.000 đồng. Đang thiếu con nào? CDM. 14 tỷ FB Minh Hiếu Anh Khoa A. Ok, em 34 tỷ Facebook Minh Hiếu Anh Khoa A. Ok, Hiếu ơi. Ác em sẽ lên sóng rất sớm đấy. Mình sẽ cần một con giữ Dembele á. Ôi trời ơi. Giữ Dembele lại cộng 1 đấy. Cho Tabi 10.000 đồng. Nhân tiện vào Hồ Chí Minh, thầy tham khảo dẫn gia đình đi ăn quán LA Garden ở bên bờ sông Sài Gòn ạ. Đồ ăn Việt Nam thôi nhưng nấu kiểu cách cần ăn thú vị lắm. Hồi trước em vào Nam nó là quán em ấn tượng nhất. Đấy, con vợ này thề, con vợ này ăn búc quả gióp để mà ăn gióp mà. Còn khuyên mi này nhá. Còn khuyên mi này kiểu gì luôn, anh họ, em họ mở quán đấy mà. Chú cái thứ chắc chắn luôn. Ôi trời ơi. Em Tùng ăn quỵt tiền của người yêu cũ để donate cho ta bị đã donate. Ăn quỵt tiền của yêu cũ rồi, khốn nạn thật đấy Tùng ạ. Thầy ơi, chỉ kỹ thuật kiểu gì để công chỉnh của em không ôm vào nhau mỗi khi chạy không chỉ, ủa sao con người đâu ăn quỵt tiền của người yêu cũ để sao Tùng ơi, sao Tùng... Ủa thầy không biết dùng cái từ gì với Tùng luôn đấy. Anh em họ đang bảo rồi. Để về độ khốn nạn thì em phải bảo một tí thôi. Là đồng nhân tầm giúp em con ở Chelsea à. Em vừa tiếp góp mua được con Shevchenko 133 tỷ được 3 hôm giờ. Em phải thằng Giang nó biết cái tên gì nó. Thầy ạ mặt mềm. Được, em ơi được. Cờ ri cái gì? Cờ ri cho Wiak. Nó biết cái tên mà tôi thấy chưa được. Anh nhớ trước đá Sevilla sao? Tiền rồi chào thầy. Tôi về cho Messi tập đánh đầu tiếp đây. Ta chú ơi, đây này Messi đỗ có mà. Lẹt luôn thằng Ba Lan này. 38 tỷ đấy. Đâu thầy? Đấy, 38 tỷ. Mình có 18 tỷ đâu mà thấy. Ừ, thì bây giờ kiếm đâu ra 20 tỷ đi. Em nhân trượt chân vào lòng thầy Tùng đã donate cho Tabi. Bạn lấy số này được không? Không biết Messi của em được đá ở ST được không ạ thầy và quý BLV. Mắt lanh lòng dỉ nước. Cái gì lại có dỉ nước? Messi hay mà. Messi hay mà. Messi đá đâu rồi sao? Thế luôn, những người hay như Messi quá tuyệt vời luôn. 2 tỷ đấy, kiếm được mà. Khoa trò mỗi cái việc làm kinh tế nó không làm được thì... Ôi trời ơi. Thầy là thanh niên làm kinh tế giỏi à? Hương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hương nhỉ. Mọi người, lần đầu trộm tiền mẹ donate. Ủa sao khốn nạn thế bây giờ, con người. Sao giỏi. Còn có vợ hát mở này, sao nhỉ? Họ nói thật sự nói về độ khốn nạn. Nếu mà nói về độ bằng bảo đi. Sao làm... Pinot đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nói yêu em đi rồi em gửi ơ cho nâng tầm. Thầy không cần. Đó, thầy cứ nâng tầm tôi mất thêm tiền không? Không, cứ làm như này. Bây giờ Pinot đang muốn tạo một đội. Ôi trời ơi. FB em tên Võ Minh Luân em gửi ơ bên fanpage thầy ác okay, đã donate cho ta okay, 10.000 đồng. Thầy ơi em có con nick Inter 1K tỷ hàng độc lạ. Thầy nâng cấp giúp em nếu chưa đủ thầy đá sang đập đi xây lại ok la luôn. Nâng cấp chưa đủ. Nâng cấp mà không đủ thì đập đi xây lại à? Hay hả mấy con ten liên hoàn con ten luôn à? Liên hoàn con ten trong một nick luôn à? À, sự kiện con kia dày, sự kiện con gì? Ôi trời ơi. Du Hill đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em nhớ thầy đã nói nếu một ngày tôi đá lối đá tiêu cực đấy sẽ là ngày tôi giải nghệ. Em cũng như thầy, em còn thấy ngày nào em còn press bạn em ngày ấy. Đúng. Thầy nhớ mùa trước cũng tầm này CBA chấn thương không? Thầy nhớ đấy. Có thầy lẽ nhớ. Nào? Ê, cái gì đấy là Khoa nhỉ? Bây giờ bảo có chỉ định thì chỉ định đâu? Chỉ định 1 đấy. Ơ, đúng rồi. Chuyện là mình nào ô này, 1, 2, 3, 4. Chỉ định lấy có gì rồi? 3 tỷ. 3 tỷ 1, Nam Real 4, đã đầu nếp cho Tabi 10.000 đồng. 1, 2, 3, thầy dành cô 5, mở 6. Hộ A2 vòng skin cái. Ôi có được. Tuyệt vọng quá. Ôi được. Ui, mày quá. Lúc em Khoa trò đang rảnh anh Nam ơi. Tin bọn em. Cái gì vậy? Anh Nam dây ăn này là anh Nam Trần à? Đúng. Ôi, em chào anh Nam nha. Đi đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Hát thầy ra ăn em nhét thầy cái phong bì 5cm thầy có ra không? Thì đi luôn, thầy đi phút bốt luôn đi chứ. Cảm ơn thầy biết, thầy hiểu em đi nói gì mà em nói một thì hiểu 10. Đó, nhà anh nói một, một hiểu 10 nhá. Xem nào. Đủ luôn, cho đi chỗ với anh. Tiền của người yêu cũ mà cướp để donate cho Tabi đã donate cho Tabi 11.000 đồng. Thầy ơi, chỉnh chiến thuật kiểu gì để cầu thủ của không, em không ôm nhau mỗi cho mấy thầy nữa à? Kiểu kiểu đốn mạng như này là thật sự thầy không thể chỉnh được. Em nên gửi cho thầy Bini Note ấy. Những người đốn mạng thì bọn em nên về chung một đội với nhau. Đông nước em nên gửi thật, em nên gửi cho Bini Note đấy. Ôi, cảm ơn Đông nước anh nhỉ. Khen thế làm em ngứa tay quá, lại phải. Không, nếu như mà có một người đi WeChoy ở kênh này phải đi WeChoy, các bạn miền Đông nước anh phải đi này. Phải đến WeChoy truyền cảm hứng thật, người truyền cảm hứng của tôi. Đang buồn là chỉ một buồn, donate phát vui ngay được. Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn anh nhé. Mua áo Tabi and Hermie rồi ông thầy có cho xin kiểu ảnh không ta? Trời ơi, tôi ra tôi xin công kiểu ảnh luôn, công không phải ấy luôn, tôi ra. Con này hay nhỉ, con này mình thử thay con Danilo Pedrella rồi nào. Ui tôi hay luôn đấy con này. Ra tôi đốt là chuyên đi săn mấy cái con kiểu kẻ là hắc lào này về đội đá. Em Đức người gốc Hoa, Hoa Thanh Quế đã donate cho Tabi. Láo vậy nha, vậy nhá. Thầy nhớ tên em đi nhé. Em còn gặp thầy lâu đấy. Ok, thầy nhớ Đức mà. Rồi, ok, ok, sao nào? Khóa, sở trường kìa. Sở trường thế. Ôi trời ơi. Tùng xanh ná, mới đá bóng bị đứt dây chằng, chằng đầu cược đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi lửa. Kia khốn nạn VL, tôi tên Tùng Tử Tế nhé. Và đó là chào anh Tùng Tử Tế. Úi trời ơi. Thôi Minamino cũng được. Việt Anh Minamino luôn. Việt Anh, là ai? Là cầu thủ phủi đấy ạ. Sao là Việt Anh Minamino ấy? Nhưng mà em thấy hay phết đấy. Anh sang tao đất săn được con này. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hai vợ chồng mới cho hai đứa con đi chơi về, cho hai cháu ngủ rồi em và vợ xem like thầy, cho em gửi bé sữa, okay. Một hộp sữa nha. Xin cảm ơn em bé sáu nha. Em 2K, nãy có xưng bạn Khoa mà không biết Khoa bao nhiêu tuổi mặt à, chúng ta bằng tuổi nhau ạ. Thật không? Thật mà thấy. Ở đây thì có Cricho Guiac này, anh ấy săn con... Ồ, chuyển dài tốt, em biết chuyển dài cơ. 38 tỷ, chỉ số chạy hẳn 107, gốc là 104. Khoa E và Lực đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 10 ngày nữa tôi muốn được thấy hình bóng thầy ngạo nghễ trên sân khấu. Cảm ơn cái gì nhỉ, for level loot nhé, làm thoải mái mà. Anh Giang tao nói đây, em khuyên anh là con Cricho Guiac này tốc độ ăn nhanh như này, em cấm anh lắp con báo nữa. Con này quá nhanh rồi. Ôi trời ơi. Đoàn Việt Hà khiếp. Đã donate cho Tabi chạy, 10.000 đồng. Chạy nhìn khiếp luôn. Hoàn cảnh em éo le lắm thầy. Sao, hoàn cảnh em đi nào? Em đi date gặp phải booking quán, tao gọi có nồi lẩu với hai nước mà hết một tia hai. Lúc thanh toán con bé kia đi WC, thế là em té về lúc luôn. Về mà con kia gọi trái máy em, nên hôm nay mới còn tiền gửi thầy và quý BLV uống nước mặt cười. Ôi dạng khốn nạn nữa. Nếu mà nói về khốn nạn là Hà cũng dạng khốn nạn luôn thật. Ai nhắn qua mess cá nhân ER đó, gỡ cho ai nhé. Ok anh ơi, cái gì khó khăn người ta hay tìm đến em và Khoa trò mà. Đây là hôm nay em hôm trước thì cũng có gì mà gặp anh Nam ở trên VNS rồi. Rồi, à thế à. Anh Nam hôm trước cũng lên VNS cổ vũ đội mình như thế. Sao tôi không bảo gọi nó ra. Thì lúc đấy mấy anh em thi đấu bận quá. Em xin thầy đấy chỉnh chiến thuật hộ em ạ. Vì yêu thầy quá nên em mới phải làm như vậy à? Không, được, lỗi tại hoàn cảnh nhá. Yêu thầy quá thầy bảo à? Yêu thầy quá thầy bảo đúng không? Sao trên đời có những con người đàn ông thời đại này khốn nạn thật sao? Chuyển thân vào lòng ăn quỵt tiền yêu cũ để đốt Tabi 10.000 đồng. Messi em không được ST à? À đúng, quên Messi về ST chứ. Em về nhót. Nhót. Gì là nhót được vậy? Cho nhót đấy đấy. Đẹp thế nhờ Messi. Rồi vô. Em xin karaoke. Qua đá đồng đấy. Đá đồng vào đây. Thì chào đá nhé. Cho ta bị. Đá tay cầm đấy. Chào đá thì đi mất tay cầm. Không, đá tay cầm. Thế thì thầy. Cảm ơn em xin nhá. Thầy đặt điều khiển để em chỉnh cái nút công đã. Khoa trò là nó bây giờ tôi đang quảng cáo tay cầm ông đã bật phím. Đá đồng nết cho ta bị 50.000 đồng. Dạo này e stress công việc quá thầy. Cách giảm stress của e là đi đá bóng nhưng chỉ hết trong 90 phút. Xong trận lại stress, thầy cho e lời khuyên với. Đi đá hai trận liên tiếp luôn đúng không? Nhưng mà ví dụ như bạn ấy bây giờ bạn ấy đá một trận là xả stress nhưng mà đá xong rồi lại stress tiếp thì bây giờ mình đá liên tục đơn giản là thầy đúng không? Đúng thì mình đá liên tục thôi. Taurus đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn Giang nhá. Thầy giúp em một trỏ vào gáy Khoa trỏ cái liên thật. Mày một cái ở đây luôn mà hai cái một lít nhá. À, đây hai là cái một lít nhá. Đó đây là hai cái một lít. Ôi trời ơi, nhanh lên, gọi trợ giúp bóng làm 10.000 đồng. Cháu khuyên đi. Hồi trước em build team rác chảy cối leo tinh anh, Cricho Guiac là nhân tố không thể thiếu đưa em lên đỉnh. Đỉnh gì? Đỉnh bán chuyên. Lên đỉnh bán chuyên. Đây là ôi lên đỉnh bán chuyên luôn mà.
Đi bao nhiêu anh em mà ta đợi, 6.500 anh em mà ta đợi kìa. Bắc Giang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Việt Nam Bắc Giang kìa. Tặng khoa trò cốc trà sữa. À, em chào anh Đức ạ. Anh Đức con Việt Yên Bắc Giang. Khoa trò này nó vẫn kể với tôi là nó là hoàng tử ở đất Bắc Giang mà. Đâu anh Đức con mới là hoàng tử đấy ạ. Em chào anh Đức nha. Tùng Trương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào Tùng Trương nha. BLV ở chỗ nào Bắc Giang thế ạ? Mình ở Lũng Ngạn nhá. Em thấy có người tác khôn lòa vào bài hội làng nội. Em cũng ở Bắc Giang. À, em ở Lục Ngạn ạ, em cách cái hội làng nội tầm 20 cây ạ. Bây giờ như nào? Bây giờ khi mà em đã bỏ tiền em xây cho người ta một cái đội hình một hàng phòng ngự tốt như thế rồi. Em đá người ta. Em đá bao nhiêu trận? Em 3 trận. Người 3 trận. Ok thầy. Thua bao nhiêu bàn? Ba trận mỗi trận ít nhất là 2 bàn ạ. Tối thiểu. Em bây giờ em xây hàng phòng ngự người ta, em bảo mỗi trận khi bị ghi bị ghi bao nhiêu bàn? Bị ghi mỗi trận không quá 1 bàn. Thế là tổng là 3 bàn đúng không? 3 bàn thôi ạ. Thế bây giờ trên 3 bàn thì sao? Giang Torres đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ok, bây giờ Torres nhỉ? Có một cái mà đánh hẳn 2, kỹ thật. Sao tắt được cái này nhỉ? Sao vậy ta? Từ từ anh em đợi tí nhỉ? À, được, tí nhiên được, thế sao thế? À đi. Ôi chết đây. Ôi chết rồi, thay dừng. Thay đổ lúc em nói cái gì, làm sao đấy, hiểu quá. Ôi trời ơi. Miền Đông nước Anh đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Chưa bao giờ e nhận được một lời khuyên chân thành như vậy. E cảm ơn thầy và quý BLV. Tiện thầy nựng má quý BLV giúp e cái. Nhìn thương quá. Được nha. Cảm ơn Miền Đông nước Anh nha. Như vậy là nếu mà mình bị thua bây giờ trên 3 bàn thì sao? Trong 3 trận trên 3 bàn thì phải có hình phạt thì chứ, phải có thưởng phạt. Ôi trời ơi. Báo ăn tối nay. Vâng thầy ạ. Được chưa? Đơn giản mà em làm được. Em khôn lòa ở Lục Ngạn, em ở Lục Nam, mình hàng xóm. Hay là gì vậy? Mình à, xa đôi ta hả? Ôi thì nếu mà bây giờ mà cho 3 bàn chỉ được thua đúng 3 bàn thôi nhá. Chết rồi em bị sai nút rồi thầy. Em Tùng yêu thầy Tabi hơn người yêu cũ của em Tùng đã đầu nết cho Tabi 10.000 đồng. Em như này là thầy chỉnh chiến thuật cho em được chưa ạ? Bực CCC. Được em ơi, được, bực làm sao được, sao lại bực nhỉ? Ui giời ơi, loạn hết nút rồi thầy ạ. Em chuyển ra bàn phí đá đi. Thế em chuyển bàn phí nhá, em chuyển bàn phí đi bạn. Em xoa đi. Em chuyển bàn phí bạn thì bạn này thua em luôn rồi. Xoa đi. Em đã biên rồi. Ok chỉnh cho mặc định gì không mặc định thầy ạ. Chuyện quá. Em huy trường ghi thành công. Em đá cái này thì hay luôn thầy. Đá đi. 10.000 đồng. Một nhà hiền triết từng nói phòng thủ cô xấu, cô dám tấn công mới xấu. Xoạc bóng nằm còn đi. Còn khoa trò thì cô tấn công nổi. Lưới đá 1-0. Nhanh lên đi quá ơi. Anh này có biết đá tay cầm không vậy? Gọi hỗ trợ. Đổi cầu thủ. Có phần đổi kìa, có chữ đổi kìa đấy. Ôi trời ơi. Sắp hết dây kìa. Hết dây rồi. Xong luôn rồi em. Xem xong rồi thay mà. Thay vì đá 90p mà đá 180p thì người ta không căng thẳng tinh thần mà căng đứt dây chằng luôn thầy. Đây luôn. Em sắp tắt cái kia đi xem nào. Ấn cái này à? Phím nào để tắt đấy? À ok ok. Nhắc luôn thầy ơi. Rồi. Đây là khoa trò. Ôi trời ơi. Ôi mẹ rút ra ngoài kìa. Em xin sụp đổ lúc phát cuối. 10.000 đồng. Trên trời có triệu vì sao ghép thành 4 chữ em yêu khoa trò. Ôi sao yêu khoa trò luôn mà. Nhanh lên. Thầy ơi thầy được dùng em uống quá. Đây là gọi hỗ trợ. Rồi. Đổi cầu thủ. Ôi trời ơi. An chim xanh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đúng rồi. Hơn 3 bàn thầy phạt quý BLV hit. Quý mới là đổi cầu thủ mà nhờ. S là kèm. S áp sát mà. Ôi trời ơi. Đoàn Việt Hà đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Không chỉnh đấy nhá. Không chỉnh nữa. Rồi ok. Giờ có sao đấy. Của em xinh cứ đòn mấy ông Tây Lông. Ông kia nói mà con bé kia không hiểu gì cứ gật gù cười dắt vào lúc sau thấy mỗi ông Tây ra cầm quả biêu dài hơn văn sớ thầy ạ à, mặt buồn à. Như chó ngã xuống ao thầy ạ. À. Thế thì buồn lắm thật, thế thì buồn lắm đấy. Ồ chạy đi Renato. Rồi Renato. Không cái bàn nữa thôi còn gì nữa. Em là chịu chuyện không? Thế? Em biết tại sao là bình luận viên chứ không phải game thủ chứ? Em làm lại qua sau thế ạ? Hello Khầy, Khầy có nhận đập đi xây lại ớt 2k tỏi cô Khầy? Có nhận anh em nhá, có nhận nhá. Nào. Đầu không luôn nhưng còn cho nó. Rồi, cái đi chỗ quát này rất hay này. Con này khéo luôn này ạ. Con này khéo cực kỳ luôn đấy. Đối lấy bóng trận trực cái đi chỗ quát. Dấu tên đã donate cho Tabi 11.100. Thế quá văn đi thiệt rồi. Dog Lightan Pizza 10 lan 5 lít. Đọc lại cái gì? Đọc lại là sao? Không nhận. Không nhận. Ồ. Mình bật Việt cây rồi. À do là anh cho là bật Việt cây à? Ôi trời ơi. Forever Loop đang bị mấy anh cảnh gõ cửa nhưng vẫn donate cho thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em bị sai lút nhiều quá. Khoa trò chỉnh làm tôi hơi lóng đầu rồi đó. Đây mà. Chỉnh xong đã có hay đâu chứ. Chạy tôi vẫn sai lút mà nhưng không sao cả, tôi vẫn thắng mà. Đi đâu?
Giời, mà cú nhốt này nó quá hay luôn. Giấu tên để xa mic tí này thôi, ok để xa mic tí nhá. Qua trò trận này ca thắng, về lực ngạn T gọi hộ chặn đường bắt M xuống ao máu ốc luôn đấy. Đây mà. Ôi. Khe quả trước hay thế mà. Thôi được chưa Khoa, thôi để thầy đá cho Khoa. Thầy đá nào em được, Tùng em đã được mà. Tabi hơn người yêu cũ của em Tùng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Tùng nhá. Trò donate để được nghe lời khuyên của thầy cuốn hơn cả chơi tài xỉu anh em à. Em Tùng ơi, em Tùng cũng một trong những người mà thầy nhớ sau buổi hôm nay đấy thật. Sao trên đời có con người như vậy nhỉ? Mình đang làm sao án với hàng thủ mà thầy nên là em cố tính mất bóng nhiều này. Để nhận những quả bàn thua như này. Giản mà thầy. Con đô na là mình mua hơi bị đắt đấy. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Đi đâu được. Còn nước mấy đồng cuối cùng. E đi ngủ đây, thầy chụp vào cam e hứa sẽ ngủ ngon ạ. À. Chúc thầy và y vui vẻ. Chụp vào cam rồi. Cái gì thế? Ôi, cả miền Đông nước anh nhá. Để em đã chắc tay cái gì sao quả đô la bắt chán thế nhờ. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơt em 700 ti có được nâng tầm cô ạ. Em có giấy khen học sinh giỏi FB. Ui, chiêu thang. Lại còn học sinh giỏi cơ, học sinh giỏi này phải được. Học sinh giỏi được nhá. Bật. Ủa giống sang nhờ, giống sang nhỏ. Bật. Mà đi ăn sẽ đây, bắt đi. Khi mà mình ra cứ tay là mình đã biết của bóng nó đi về đâu. Nó đi về đâu thật. Nhưng không chắc đã đồ nét. Không có trò đá quả đấy giống xin sang đấy. Gọi ông Vấn đến giúp chú DLV. Vấn đề kỹ năng. Úi dồi, biết ông Vấn không? Biết ông. Nói lại đi xem quả đấy đi. Người ta ra đoàn là người ta đã biết. Điều trong cái team người ta sẽ không đá được. Nói đùa nó xấu hổ. Sao lại không đá được hả thầy? Giấu tên đã đồ nét cho Tabi 10.000 đồng. Sao nhìn lối đá của QBLV cứ khờ thế à? Những lối đá vẫn thế, con người như nào thì lối đá như thế mà. Đi đá bóng ta truyền vặn hết người, có biết đá bóng ở đâu không ạ? Cái tư thế đấy không thể truyền bóng được. Nhưng mà mình cướp được đúng thầy. Quay cái thân người ra đúng rồi. Em tỉnh đòn nên né được, chắc cũng do may mắn sợ lúc đấy nó mâm cơm nhỏ hạnh phúc to thì mất người. Em mong may mắn của em sẽ được thầy và quý BLV nâng tầm ước em. Mặt mếu mắt long lanh ngước nhìn thầy và quý BLV. Thôi đừng có mắt long lanh ngước nhìn tôi, dị ứng với mấy thằng mắt long lanh mà ngước nhìn tôi nha. Em phải sợ nhá. Cái gì đấy? Mày bắt. Và đó là Juni dẫn đề. Em nhân chuyển chân vào lòng thầy Tân đã quá. Cái đeo đấy. Quá. Messi hat trick 50k, cười nhếch mép dỉ nước. Ủa cười nhếch mép dỉ nước luôn mà, cảm ơn nhân nha. Messi hat trick 50k, nhận liền. Ghi một bàn còn khó chứ. Cái bàn ngay bây giờ luôn thế. Ôi trời ơi. An chim xanh đã donate cho Tabi 10.007 đồng. Đây rồi thầy ơi. Em còn đúng 10k mời thầy và anh Khoa trò chai nước. Ok. Hẹn gặp thầy ở trận chung kết. Còn dư thầy cầm nhé. Thầy cảm ơn An nhé, cảm ơn An nhiều nhá. Ngang tải ngang sức quá, kiểu học này cân à. Cái gì FVPL. Ai bị tạt ngay cũng bấm. Thế thôi, khi bài thật. Tùng yêu thầy Tabi hơn người yêu cũ của em Tùng đã donate. Cảm ơn em Tùng nhá. 10.000 đồng. Thầy ơi em có quả ước đội tuyển Anh sao mà cầu thủ của em nó cứ ôm nhau mỗi khi chạy ấy, thầy chỉnh kiểu thuật kiểu gì để chúng nó hết yêu nhau nữa vậy ạ? Không chỉnh được đâu em ơi, con ác đấy không chỉnh, con ác đấy phải cho lên đường thôi, không chỉnh được nữa đâu, không cách nào đâu. Chưa thể qua trò, nó chưa thể là một pha chuyền dài nào của Chris Walk. Đây là một pha ví dụ đúng rồi. Chuyền dài đó. Em Huy Trường Y thành phố Hồ Chí Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đá tủ như thể ly à? Qua trò dẫn dắt PSG tôi nhận ra rằng vì sao Mbappé lại muốn rời PSG đến như vậy. Đi đâu em ơi, bài sẽ ban. Không ban được thầy ơi, bài sẽ ăn đi cũ quá rồi, em làm được mà. Kéo Huy nhá. Quan trò là Anthony không biết làm, nó không gì biết làm Anthony được. Tỷ số là 1-0. Và chúng ta sẽ đá lại từ quả này. Bầu Hoàng phụ huynh cháu Osimhen đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Bầu Hoàng nhá. Ai nói quý BLV của tôi khở đấy. Khờ nhưng mà khở ôn khôn nhé. Khôn loà. Đây rồi. Khôn loà. Úi, cảm ơn Bầu Hoàng nhá. Giỏi em đá, không biết dùng bước 1 hả Khoa? Ấn 2 là nút E là được mà. Thật là thế. Thế thôi. Vì đâu. Phải chém đấy. Em là hệ phòng thủ rồi ạ. Hai bước 1. Bước 1 ra nào. Mình phải xoay được đã thầy. Mình cần gì, mình dùng bước 1 mình xoay được mà. Ủa nhịp nhàng thật đấy, những cầu thủ áo xanh đang lát được bóng trong nhịp nhàng thật. Ui, thả bóng xuống dưới đấy, ui. Và đó là giá trị của hàng thủ đã được build. Messi. Trên tuyệt vời, bước 1 đi. Em Huy Trường Y thành phố Hồ Chí Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em học sinh giỏi quốc gia 2023 thì có được nâng tầm ước cô. Ui, Juaninho. Rất thảy, nó một đường chuyển tuyệt vời của Juaninho. Sao không ra quả đây. Sao lại ra Messi nhở? Cháu Huy nhở. Ui, đi của bóng như thế rồi. Hay thật đấy. Ôi trời ơi. Forever Loop đang bị mấy anh cảnh gõ cửa nhưng vẫn bắt luôn. Bắt luôn. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Forever Loop nhá. Steve Coach
Hãy nhớ cái tên này, người chiến thắng anh trên chấm phạt đền USTV lên chức vô địch. Tôi bảo anh em rồi mà, tại sao qua trò nó là bình luận viên chứ không phải là game thủ đấy. Anh em nhìn clip này anh em hiểu đúng không? Là sao qua game thủ đã, đừng có phân tích, đừng có nhận định nhá. Trình thì kém. Thầy chắc chưa? Đã mãi không ăn được quả quả bán chuyên. Cùng tên với thầy, những em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn cùng tên với thầy nhá. Theo thầy em có nên tiết lộ bí kíp chèn cân ten của thầy không nhỉ? Được. Đáp ứng đủ tiêu chí không dục mà lên cân ten liền. Cái đấy thì thầy cho tiết lộ thoải mái, không vấn đề gì cả. Anh nhá, tiết lộ thoải mái. Lỗi rồi, lỗi bao kỳ nhốt rồi thầy ơi. Tuyển thủ thì ngồi bình luận, bình luận viên thì ngồi chơi game lóng đầu. Đây rồi và có em đá quyết tâm của này cái. Hernandez đang là những tình huống lên bóng tương đối nhịp nhàng như qua trò. Beckham chuyển đi. Mbappe nhà lại Beckham không? Quyết định là Juninho. Có để xét đề như vậy là ép đây. Trượt chân vào lòng thầy Tân đã đổ nét cho ta đi. Rất thảm họa. Khi nãy ký DLV đổ lỗi Messi của Emma, mặt giận dữ dỉ nước. Lại giận dữ dỉ nước luôn mà, Rashford nhanh hơn một chút đấy. Lugan hay là đen mới là người nhanh. Con này, những con hàng mình build, hàng thủ nó là lép vào tròn bị TG à, đá bứ điên luôn. Như vậy là rồi, nhưng bước 1 không? Không sử dụng bước 1 đến từ khoa trò. Dùng bước 1 là mất luôn đấy thầy. Rất quê. Nào, không bước 1. Trần cực Minh Phát Kinh Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy, lần đầu donate thầy còn quên thầy em nhớ không? Em mà Quang ơi, thầy nhớ mà. Em là người chơi, hẹn Anat rồi thầy, gọi bắt đi. Úi dồi ôi, cờ đi cho quá. Bắt hay thêm bắt, bắt đi. Cờ đi cho quý ác đấy. Cờ ghi cho quý ác của bầu Giang Tàu Rớt. Wow, Giang Tàu Rớt này tư vấn đỉnh vãi cả lều thề luôn mà. Wow. Sao mà thì tư vấn ghê nhở? Đang bị mấy anh cảnh gõ cửa nhìn vẫn ngồi nên cho thấy Tabi đã đồn đến cho thấy chưa bao chưa bao tôi nghi ngờ khả năng nhìn người của em ấy. Nghĩ trong đầu Tabi khi xem qua trò đá. Nói đi đừng xui. Mà đó là đây là những thời điểm mà khoa trò đang ngựa ô, khoa trò đang có một chút gì đó tạo được cơn địa chấn cho sim lỏ. Cái gì mà sim địa chấn là thầy? Em trên cơ mà. Em trên cơ mà. Quý BL Veva không? Ferdinand. Giả chỉ rủ khoa trò và như vậy là mày đỡ! Mày đỡ đi! Mày bắt hộ vào này! Đó, ngay đó là câu trả lời của đến từ đại gia xin lỏ. Tỷ số được cân bằng 2 đều. Thắng để gia nhập. Hay thắng để giữ vị trí thức. Hay thắng để mất vị trí. Hà đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lối đá của khoa trò làm em hứng thú như MU vẫn. Sống chết lúc nào là do trời mặt cười. Đá bóng mà sống chết toàn tần để ông trời định thì chịu rồi. Thua luôn chưa? Juninho làm gì đấy Khoa? Quá luôn. Quá hay. Đơn giản mà đấy. Wow. Ui giời. Sang nhỏ đá chỉ sang nhỏ đá chỉ được đến như vậy thật sự. Ui bẻ nhẹ cái sườn. Tên là đàn anh hay xem thầy nhưng đá vẫn ngu thể giúp bạn em. Cảm ơn em, cảm ơn thầy Tân nhá. Có nhiều thằng có nhiều người xem thầy nhưng đá vẫn ngu mà điển hình như là thằng ngồi cạnh này. Đó. Cái gì mà cái quả bóng đấy thầy cũng chê em được. À mang sang nhỏ tới đây. Cùng tên với nó là lép luôn, đỡ đi. Hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mấy con vợ chụp màn hình nè, tôi nói một lần thôi. Muốn lần chèn đấy. Dễ thứ nhất chèn buổi trưa. Thứ hai ông này làm cân ten khoảng 3 trận là sóc thì y canh trận 3 khoảng 80p. Bước cuối tâm sáng nằm lốp ghi nguyên văn. Em gửi nick thầy rồi thầy chữa bệnh biêu tim vân vân. Kia ông này đã đều nếp gần ta bi 10.000 đồng. Nhìn cái cách qua trò khiển khi Soviet cầm trực tuyến giữa. Chia bài lên láng những trong đó. Đơn giản mà thấy. Mình mua với những con người phải công nhận là thầy trò mình mua những con người hay thật. Hay thật thầy ạ. Khôn khéo, khéo bầu ơ. Khéo bầu. Ok, sang nhỏ. Sang nhỏ nhá, nhìn qua trò đá trận này phải gọi qua trò mồm luôn. Đấy em chỉ là lúc trận này thì đá không còn một cơ hội luôn cho đối thủ thầy ạ. Đúng không? Sang nó phải gọi em bằng mồm thật ý. Đẹp luôn đi chứ sang đây như nào. Nếu đang xem. Mình vào bình luận giúp anh à. Cái đặt điều khiển. Sao vừa em chuẩn gì? Đây là gọi hỗ trợ. Sao mày cứ cái form của mày mà mãi không chỉnh được vậy? Ôi trời ơi. Trần Minh Phát Kinh Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em mới mua con Fernando Morian 22:08 chưa có thời gian test, thầy test hộ em được không ạ? Để thầy em không test còn đấy đâu. Nói thầy không test còn đấy đâu, nói luôn thầy không test còn đấy. Tự nhiên tôi không thích con tiền ảo mà tên mà dài. Mỗi lần bình luận nó hô tên nó dài quá. Ừ, nhầm hay sao? Nhầm chiến thuật sao qua? Ôi trời ơi. Đây này, chiến thuật này em chuẩn này. Tabi hơn người yêu cũ của em Tùng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, hôm sau vô địch có off fan không ạ? Em muốn hôn thầy nhiều cái ạ. À, vô địch xong khả năng vô địch khả năng sao? Tôi bảo khoa trò vô địch xong là chưa về Hà Nội ngay đâu. Thật sự mình, nếu mà vô địch thì chắc là chưa về Hà Nội ngay đâu. Đó. Nếu mà khả năng vô địch chắc phải lúc này khả năng thầy phải off phải mất 2-3 hôm ấy. Ông
ông ta, thầy làm khởi content đào tạo quý bình luận viên lên siêu sao không làm được. Làm được mà chết, content chết hiểu luôn. Em tư duy mà. Content quá trình ấy nó sẽ dành cho những cái bạn nào có thể là bạn ít thời gian chơi game nhưng bạn lại có tư duy. Đoàn Việt Hà đó, đã đưa cho Tabi 10.000 đồng. Cậu bàng mà xem khoa trò đá thì lóng đầu có khi đập cả máy ấy thầy ạ. Xem lại đi. Chẳng qua là khoa như nhà chị dậu mà. Chẳng qua là khoa trò nó không tham gia VBL được không chứ tầm này khoa trò phải 30 bàn. Yeah. Khoa nhỏ 28 thì khoa trò phải 30. Trận này đúng nút đối thủ không bao giờ có một cửa nào luôn. Vâng. Dự kiến tỷ số trận này 3-0. Em nói nghiêm túc đấy, hỏi em làm em nói giỡn nó thế ạ. Captain cái gì đấy? Captain Nuru cái gì đấy? Cái gì đấy? Captain cái đéo gì ấy? Tên kia là viết ngược cái từ gì đó? Nauti à? Cứ cầm đi, cứ cầm đi. Cầm nhiều lên. Cầm nhiều lên. Barret đi, F2 cái thứ Barret lên. Từ từ thủ qua xong còn cái còn F2. Barret luôn. Thầy Tân đã đồ nét cho Tabi 10.000 đồng. Quý BLV định thay Messi của E xuống CFA. Không có. Tay định nhảy đấy, tay định nhảy nhá, nhân nhá, tay là có tí điệu đấy. Đây này. Đập đây, lên. Để luôn, Messi. Trả đây luôn. Làm có như một quyển sách màu đâu. Không cần mua thế ạ. Cho Tabi 10.000 đồng. Hay thật. Các bạn kênh chat bảo em 2K mà hai cháu rồi nhanh thế. Năm 2019. Hay quá, vì đích rồi. Chơi về thì phát hiện ra nên cưới luôn. Ôi trời, P86 nhá. Đấy, hai đứa còn đi làm thuê. Sau bao năm cố gắng cùng nhau thì lương hai đứa cũng 40 đến 50 TA một tháng. Cảm hai người lấy vợ sớm phải cố gắng nên Tùng yêu thầy Tabi hơn người yêu cũ của em. Tùng đã donate cho Tabi 18.000 đồng. Nhưng mà em muốn hôn thầy. Thầy xin phép vợ đi ạ. Không được đâu Tùng ơi. Chuyển dài đâu, những tình huống chuyển dài là những một chỉ số rất khủng của Credit cho quắc. Em cầm cô đi cho em đi quà cả luôn này. Thôi, ui em bình tĩnh đi. Ô, Messi sai chân trái không? Ôi. Trần Minh Phát Kinh Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rồi. Thầy nắt nụ qua trò hộ em ca. như nào? Em đã thật gì? Messi sút. Chân trái đi thường sút ở đâu? Ừ, sút. Bạn chân trái thường sút ở đâu? Mình xem live thôi, bạn ấy xem live mình sút trước. Không xem live đâu. Quy đề đi. Ôi, rồi, bồi. Đơn giản vào đấy. Men ai vẽ nó mà tròn. Của kia ai cắt mà còn hơi cao. Quá ok. Tỷ số là 1-0 và đó là Messi. Đấy là một cái tip luôn, nếu mình đá bóng đấy trong cái loạt đấy thủ môn đẩy ra thì đá bồi phát chết luôn. Đúng. Mình sút vào cái chỗ đấy với lực nhẹ thôi, nó sẽ đẩy ra vừa chân mình. Không bao giờ bắt được gì. Không bao giờ bắt được. Đi, mà là Lân Vơ Đi đã donate cho Tabi. Cảm ơn Lân Đi nhá. Thầy bắt mạch hay cho 2k tỷ cho em vớt. Con đi chung quá này hay thật. Con này hay một thật luôn đấy kìa. Cảm ơn anh em nhá. Đi. Cái gì đây? Mà cứ nhốt kìa. Bây giờ mày thua một bàn nữa rồi thua kèo luôn nha. Tiền đã đồ thua bàn nữa là thua kèo đi ăn luôn đấy. Content cùng qua trò lên siêu sao sẽ là content cuối cùng của thầy Tabi trước khi không thể cầm tay cầm nữa. Mãn nguyện. Content đấy thật sự luôn, content đấy không thể thành công được. Không thể thành công được. Cái gì vậy ta? Lướt. Và đây là anh Vẩu. Cóc vẩu. Khéo nhờ, khoa trò đấy, phải nói khoa trò có những tình huống xe sắt nó hay thật đấy. Em ghi bàn luôn từ tình huống này đi. Nào, đi nhô, làm gì? Chuyển lại, đập đây đập luôn. Đi. Ôi trời ơi. Em Tùng yêu thầy Tabi hơn người yêu cũ của em Tùng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Tùng nhá. Thầy ơi, em bực lắm rồi đấy ạ. À. Thầy bảo vợ thầy nhường thầy lại cho em đi, em bị chết trong con mắt của thầy ạ. Thầy sợ Tùng quá, Tùng ơi. Có hạ cái rồi xuống nhấc cái mâm lên. Cái gì mà nhấc cái mâm lên? Người ta là người chơi hệ tấn công mà. Qua trò đây là cái đám mâm là gì? Nhìn cái khe phát đi luôn. Anh Việt Yên Bắc Giang đã donate cho ta 10.000 đồng. Người yêu em ở Tân Lập Lục Ngạn quý BLV chào người yêu em cái. Chào người yêu của Đức Anh Việt Yên Bắc Giang nhá. Tân Lập thì cũng cách cho mình khoảng chục cây. Và đó là sinh viên UFM quê Long An đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhìn lối đá của khoa trò đắt thật thầy ạ. Đắt như cà. Nhả xuống. Chắc đúng nhịp. Chuyển lại tiếp. Việt vị mà thấy. Ôi nhả ông. Đúng là nghe thầy vẫn Việt vị ngay rồi. Nhả sớm lên. Ôi trời ơi. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Theo tầm nhìn của thầy thì khi nào thầy Hải mới bú được kèo em đưa win một game ở FVPL là có tiền vậy thầy? Thầy Hải không bao giờ ăn được tiền hào ra kèo win một game ở FVPL thì không, thằng đấy không bao giờ mất tiền. Nói luôn, ra kèo đấy lia li thì cái thằng đưa kèo không bao giờ mất tiền. Nói luôn một câu. Ôi đi chỗ qua thủ rất nét đấy, từ qua trò đổi trò nhanh. Cho ta như vậy là... Nghìn đồng. Không chơi chặt chẽ, tấn công đẹp mắt, truyền trọt sắc nét. Cứ đá thế này thì khó cho tìm bạn quá. Đây rồi. Khó chưa? Cái gì mà... Lên luôn. Bước một đâu?
Không cần bước một thầy ạ. Ui đá. Đá kiểu bước một thì phi bóng đá lắm. Một đi. Ui trời ơi. Mình có thể đá kiểu đá lắm thầy. Đây em lắp này. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, em có con ở Barca đang sổ hộ nghèo, thầy giúp em được ca nhỉ, em gửi ớt qua phở bò R đó ạ. Ok em, anh em gửi đấy nhá. Nhưng mà giờ này em cảm giác cái trình độ kiểu của game thủ Việt người ta gia tăng hay sao ấy. Sao? Mấy bạn chuyên nghiệp này đá tốt quá. Chả tốt mấy, thì em đã kéo đi em mà. Khoa quản trị nhân lực trường đại học thương mại đã đồng hết cho tạm luôn 10.000 đồng. Đi. Thầy ơi, nhìn lối đá của quý bình luận viên em khó thở quá. Khó. Thế thì anh tặng em. Trời ơi, dẫn lên lực xanh à. Ai dùng Messi FD bây giờ. Ôi sao mày lực xanh không vào quả nào vậy ta. Dấu tên đã donate cho Tavi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhỉ. Hai con chó, nhà e đẹp lắm. Thầy có thích chó ca. Xong rồi, thầy không thích em nè. Thầy không thích chó má em nha em nhá. Dẻo chưa. Qua trò ấy bóng đi bóng dẻo thật. Trông qua trò đá nóng mắt thật đấy. Trông đá bực mà, đá nó chẳng có màu gì. Chỉ đơn giản là những tình huống xử lý gọi là hở đâu chuyện đấy thôi, nhưng nó không có bài bản gì cả. Thế thì đây là bài bản thầy ơi. Đây. Bài bản luôn. Hở đâu chuyện đấy nữa mà. Em gì nữa? Quay lại thầy. Em phải trả đây. Đập luôn. Đập luôn. Gõ. Thầy bảo anh không bài bản. Ui. Cái gì vậy? Xui ta. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tao đang chờ một bàn nữa. Gọi bàn qua trò chơi là tiểu phu đều. Thay vì đốn củi thì anh ta đốn như là. Ủa đốn như là nghe cay thật. Đốn như là này thôi, một bàn nữa thôi. Là đi ăn đêm thôi. Đã có một thơ như thế rồi mà không được vậy. Đá phím cạch 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 như mấy thằng trẻ con Huy Nô bảo kìa. Em Tùng yêu bạn ơi, ở đây hơi nhiều trẻ con đấy, bạn đang bạc bạn đang ba đấy, bạn đang sai đấy. Thầy ơi, người yêu em cứ đòi bỏ em, thầy cho bạn ấy lời khuyên để bạn ấy đừng bỏ em nữa đi à. Sao em ơi, chắc em cũng kiểu cũng dạng là đấy, em cũng không phải Tùng yêu bé Lê Hương, chắc là Tùng cũng này cũng khốn nạn lắm ấy, thật người ta mới bỏ. Cái đàn bà nó bỏ mình, một là mình nghèo, hai mình khốn nạn đâu đúng không? Và đa phần là khốn nạn đấy. Đa phần là khốn nạn thôi, chứ còn đàn bà người ta, nếu mà thích mình, yêu mình thì người ta trải qua khó khăn của mình được. Người khốn nạn không nhận ra mình khốn nạn đâu. Những người khốn nạn không bao giờ nhận ra mình khốn nạn được. Dấu tên, dấu tuổi, dấu chỗ ở đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Khoa chó ơi, em muốn va với anh thì sao ạ? À? Chứ rank này thấp quá. Rank này thấp quá, em còn thấp hơn rồi. Em có cả thằng thấp hơn rank này luôn à? Rank này thấp quá mà anh chưa vượt qua được cái này. Đây rồi Messi. Tabi nó đập nhìn nó còn có hồn. Ôi đen đập nhà dấu tên, dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. BL với anh Quân nói đầu tư vào game bóng đá không có điểm win. Cũng như Seven TV bỏ vào quý BLB Khoa trò. Đầu tư Khoa trò không điểm win thật, không nhìn thấy, chúng tôi không nhìn thấy cái điểm win đâu. Đây thôi rồi, tôi tặng mọi người một bàn thắng đấy. Anh em cũng yêu cầu nhiều thôi, mình nói thật nhá. Làm sao đây? Sao đi. Ok. À, chân trái đâu? Mày mặt cái quái lực vàng. Trời ơi, sao thế à Messi ơi. Quả lực xanh như lên trời, quả này em ra lực vàng, chắc em đang em cần bình ổn tâm lý một chút thầy ạ. Em đang chưa quen với việc dấu tên, là dấu sống trong kỳ vọng chỗ ở đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Em muốn đá với quý BLV được không ạ? Không nhận, đó. Em định làm được vào Khoa đúng không? Không được đâu. Tôi biết cái điều đấy rồi ra, tôi không để, không mở để điều đấy xảy ra. Ôi trời ơi. Khoa quản trị nhân lực trường đại học thương mại đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy chặt ngón tay nào đặt lên nút E của quý bình luận viên với. Đấy. Đá không dùng bước một em xem nóng đầu quá. Thế nào? Đừng chéo vào, chéo lên. Bước một này. Đấy, đúng rồi. Luôn, tôi một. Không bắn nữa thì chịu. Rồi. Đây này, kiểu này này. À đấy, đấy. Hôm nay FVBL. Còn đấy FVBL đấy, thằng Minh nó đeo cái nhẫn đây, nó đập vô xem. Đóng tay mất luôn. Đấy, nhanh mà. 30.000 đồng. Đấy à. Em yêu anh Khoa từ bé đến giờ, em chưa quý ai như anh ấy bao giờ thầy ạ, nên em muốn được học hỏi. Ok, muốn học hỏi nhưng mà Khoa không thích cái gì, Khoa không thích giao lưu người lạ đâu. Đúng không? Đâu, sao thầy nhé chữ một em vậy? Khoa không thích giao lưu mấy người lạ, từ trên danh. Một trong những bài em nghiện là bài tâm sự người lạ mà. Đá không ai mà nó thắng rồi. Anh ở vùng quê khu nghèo khó. Đá có trăm điều khó. Đá đôi nhất cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, thầy cảm thấy trên thang điểm 10 thì thành mù bao nhiêu diềm? Thầy không quan tâm em ơi. Uầy. Được đấy chứ, vào đây ra. Nhưng mấy thằng không có tiền mà xem kẻ. Chân đây trái rồi. ZD. Cái chân trái của Messi.
ăn luôn đấy. Alon đã donate cho ta 400.000 đồng. Ui luôn chứ. Mấy ngày thầy tôi ốm quá. Ui cảm ơn Alon nhá. Thầy tí lẩu với Khoa. Ôi em cảm ơn anh Alon nhiều ạ. Ôi trời ơi. Alon con gọi Alon làm tôi không hề được thật. 12 giờ đêm ở Sài Gòn muôn lẩu ạ. Ui chó cưng của tôi. Chó cưng em yêu của tôi King School. Ui cảm ơn Alon nha. Đá gì khó thật, cứ sơ hở em đem Messi em đem cái lồng ra đây đi. Nhân lực trường đại học thương mại đã đồng ý cho Tabi 10.000 đồng. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là cậu bàng. Sao nhỏ đi. Cậu nghĩ đang nghĩ là cậu bàng đủ đấy, đang nghĩ là thần đồng FC Online Việt. Đó. Nhờ thật em tự tin khả năng em đề mình, em thấy mình em đề hay. Mancon đã donate cho trận thắng anh em. Cháu Mancon nhá. Khi khuây. Vâng, bây giờ phải đá trận nữa xong mới ra nick anh Nam nhá. Có đá nữa không? À, có lẽ là chúng ta dừng đây thôi nhỉ. Đấy. Đấy. Có lẽ là chúng ta dừng ở đây để chúng tôi sẽ đến và mở sự kiện cho anh Nam. Ok, thế thì cảm ơn, gửi lời cảm ơn đấy bạn là chủ ad đi. Ơ, tôi nạp tiền vào nick ông mà sao tôi đi cảm ơn ông. T816 đã đồng ý cho đúng ta bị 10.000 đồng. Anh em chưa có gia đình không hiểu được việc làm bố bỉm sữa đâu. Đúng. Công việc em thì không ở nhà nhiều nếu có giải đi 2 tuần. Lúc được về thì không may vợ bị ốm thế em làm hết việc luôn. Tuyệt vời đấy. Nào là cho đi học, cho ăn, cho tắm mà còn dọn nhà nữa. Thầy là người hiểu chuyện này đúng cô mà. Khoa không hiểu mà. Em có em đã có cẩn trọng gần nhà thầy. Xin với anh em là mình phải gửi lời kết thúc đi. Ôi, anh chúc bạn sẽ sớm có được một tình yêu mới. Đúng rồi. Có trăm điều khó đã đâu biết. Khó chịu đấy, khó cái lòng gì nhỉ? Nếu một ngày ngủ dậy mà vô địch FC Online thế giới thì thầy cảm thấy như thế nào nhỉ? Không, nếu mà vô địch thế giới thì tôi sẽ skip qua cái donate đó này. Đó, nếu một ngày tôi sẽ ngủ dậy vô địch đầu tiên, việc đầu tiên tôi phải skip qua cái donate của ông. Thôi được rồi. Thì chúc em gì nhỉ? Mình đã donate cho Tabi 10.000 này. Thầy ơi, đội hình ở FVPL là thầy tự chọn cầu thủ theo yêu cầu NTN à? Thầy cứ thích thế nào chọn đấy thôi. Tôi thì chúc mừng bạn vì chúc bạn là chơi game vui vẻ sau khi bạn đã thất tình rồi. Chúc bạn vui vẻ nha. Anh em nào có hoàn cảnh thật sự khó khăn tôi giúp anh em nha. 4 lít hôm nay 4 lít là khoan. 4 lít này. Phát Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bài thầy, nay vợ em cấp cho 40 để donate thôi à. Cái gì nữa, vợ cấp 40 thế tiền riêng của em đâu, đúng không? Tiền riêng đâu? Đây rồi, bây giờ mình vào nick của anh Nam nhỉ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với nick của anh Nam Bắc Ninh. Anh ở vùng quê khu nghèo khó à? Đó có trăm điều khó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khó nhốt. Đây, cái này đi, mày biết cái này đi Khoa. Đây làm kéo bên này nha thầy. Không vấn đề gì đâu. Ở kéo đây. Đây xem nào. Mẹ con người chứ. Con ó. Con ó đâu mà. Rồi anh em đợi tí tôi vào nick của anh Nam nhá. Đây rồi và chúng tôi sẽ em Tùng yêu bé Lê Hương đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Ôi cảm ơn Tùng nhá. Thầy ơi, em bị bạn Lê Hương bỏ em buồn quá, thầy cho em lời khuyên để hết buồn với ạ. Này, tôi mà là em quả Lê Hương nhá, tôi bỏ ông trước khi ông đi ông hỏi gắt. Bây giờ người ta bỏ ông tự tìm cách ông hàn gắn đi ông đi ông. Người ta bỏ ông còn lên mạng ông còn hỏi tôi là tại sao này như thế nào. Một, khi một gái bỏ con trai, một là gì? Nghèo. Hai, khốn nạn. Đốn mặt không, cái loại không có đạo đức, cái loại không có ý thức. Cái loại là sống trên đời nó gọi là nó phí đất. Ba, thiếu sinh lý. Ba cái đấy rồi. Tùng xem mình là một trong cái ba cái nào mới. Mình có phải một trong ba cái đấy không? Chắc chắn là khi một gái bỏ. Dấu tên đã donate chỉ cho ba cái lý do thôi mà. Đồng. Em Lucas vừa làm về. Ôi, chào Lucas thầy và Khoa trò nhé. Ok. Xin chào anh Lucas hay là Đét ạ. Anh Nam gửi lời nhắn là alo mở giúp anh hai vòng. Em với Khoa trò cố gỡ một chút giúp anh. Ôi trời ơi. Anh Nam với sao lại anh bảo là xuống gỡ với em nhỉ? Thầy em sắp đi làm rồi à? FB Võ Minh Luân à? Sóng nick anh Nam, khả năng sóng nick anh Nam nào? Thầy với Khoa trò gục luôn rồi thật. Nó sao? Nó bốn nữa là bạn là bị đi nốt à? Họ khốn nạn lắm, dưới cái mức khốn nạn là bị nốt thật. Nhưng mà không trên cái thật. Nó người ta có cái mức gọi là tồi này, tệ này, khốn nạn này, bị đi nốt này. Mình cái mức này. Không thể có một cái mức nào mà khốn nạn được hơn nữa. Người khốn nạn nhất rồi đấy, trong cái dàn khốn nạn này. Khốn nạn lắm rồi đấy. Đã donate thì không phải nghèo. hình như là anh Nam này trước khi về đến kênh mình bảo gỡ của anh dấu tên dấu là đã đi tên qua đã là cho ta Macho này đồng. Chúc thầy mở Mary này tí gì là đi qua những cái gọi là như nước đấy rồi. Cảm ơn dấu tên nhá. Là khó khăn lắm rồi, bắt đầu tìm với tôi Khoa trò mà cái tích này khó khăn lắm rồi đấy. Thôi thì mình vào luôn nhỉ, vào việc luôn nhỉ Khoa nhỉ. Một em sẽ đưa anh về với anh Nam ạ. Đến khi mà người ta sợ, khi mà người ta cần cái gì đó, cái sự an toàn, người ta luôn nhớ về những cái nơi như này.
full min hết rồi đó, điên full min ở đây chuyên nhận chữa những cái ca nào mà ví dụ như là gặp vấn đề ở những cái nơi khác về đây nhận chữa nhận sửa. Thầy nâng tầm nick này không, mà nick của anh Nam chỉ có anh Nam nâng lên cái tầm cho nick tôi thôi chứ tôi không nâng nick được. Anh Nam, ôi trời ơi, anh ở vùng quê khu nghèo khó quá mọn lắm, khó chúng tôi làm cái 10.000 đã khó mọn. Anh Nam hãy nhớ một điều là ngoài kia có rất nhiều nhà nghỉ nhưng mà vẫn có một nơi được gọi là nhà. Chính ở đây. Em Tùng yêu thầy Tabi đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn Tùng nhá. Em buồn quá em chuyển qua yêu thầy cho yêu đời ạ. Tùng ơi, thầy không yêu được mấy thằng khốn nạn đâu Tùng ơi. Thầy rất là quý Tùng thật sự luôn, mà trong cái chuyện tình cảm thầy không yêu được mấy thằng khốn nạn, nó không phải gu của thầy. Đó. Thầy giới thiệu cho Tùng tôi bảo được không? Chị không bảo là thật. Vua khốn nạn. Donate cho Tabi 50.000 đồng. Ôi cảm ơn Priset nhá. Tôi đợi cả tối để thầy mở ra anh Liêm rồi. Có. Tôi đưa trước luôn. Không ra anh Liêm thì phần quý BLV. Tôi bắt đầu cọc rồi đấy. Khoa trò hôm nay được khoa trò này đẫm nhờ. Đây rồi. Khoa trò đẫm thế nhờ. Và chúng ta sẽ có gì đây ạ? Ôi trời ơi. Anh ở vùng quê khu nghèo khó. Không cho nói, cái loại khốn nạn không cho nói. Đây có phải là nhạc sĩ không thầy? Thầy nhớ bài đấy không? Nhạc sĩ cũng phải khó là cái bài đéo gì nhỉ? Những lúc thấy nhớ, anh chỉ nhìn em không nói. Không cho nói luôn. Okay. Em có 5k BB trắng nhờ thầy build được không nhỉ? Khoai 5k à? BB trắng led luôn, build cái gì mà chả build mạnh được à? Thích cái build của Hoàng Gia Lai trong đá luôn đấy chứ. 5k build thoải mái luôn anh em ạ. Rồi, xin phép anh em luôn là tôi khoa trò sẽ vào con tên này để cứu anh Nam. Anh Nam thở gấp lắm rồi đấy. Em Ly Hưu bé Tưởng Vi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Team Color trên đèo xài ST Zep, Chenko hay Tô Zep vậy khầy? Theo Chenko là một món quà anh em hay nhất rồi, Chenko là hay nhất của Tô Zep yếu lắm, thật sự ấy tôi đánh giá Tô Zep yếu. Tô Zep chạy chỗ vẫn hay nhưng mà cái nước rút và cái khả năng là tì đè chứ không bằng được Chenko. Anh ở vùng quê khu nghèo khó. Không cho nói, chỉ cho mất tiền là xứng đáng rồi. Chỉ xứng đáng là mất tiền, không có nói rồi. Đừng buồn nha. Đừng buồn, em ơi đừng khóc à. Dẫu cho em nó mất đi tình yêu à. Và đó là chúng ta sẽ có gì đây ạ? Uầy, tiền nhiều rồi, nhìn thích thật đấy, nhìn hai vòng của anh Nam nhìn chết mê luôn thật. Mẹ hai vòng nhìn của người anh, hai vòng nhìn mê thế, bao giờ mình cũng khoa trò được nạp vào nick mà tự chơi hai vòng đây. Đó. Và chúng ta sẽ có gì sau hai vòng này ạ? Vừa đấy chắc là anh Nam xem em mở cái quả. Và lúc đấy thời gian hết nha, thầy nhìn thấy cái đá của team pro Chelsea đấy. Mày biết sao thầy nhìn nó nẻ luôn mà. Nó đá có Baroza. Đá trên đảo đá Baroza. Baroza mà mày nhìn nể nó có đúng phải ngó lại xem có đúng không ấy. Nó đá Baroza spotlight 8. Số tiền đã donate cho. Nể ra đây luôn. 1.100 đồng. Chụt. Nó đá con Baroza xong rồi con hộ công là con Mikhail Muric à? Nicolas Jackson. Nicolas Jackson nổ. Sợ đấy luôn mà đi thôi nhìn. Xem con thằng có phải bị ốm không? Thôi bắt đầu đi dần đấy nhở. Vẫn đi Phương này, Anh chê dê ghê, vẫn đi từ xem nào. Những tháng năm ôi ba chân nhìn đây cậu à? Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. E Nam sang cậu chạc phá 10 vòng sang bên này Tân Bi Đà và khóa cho đưa về bờ. Trời ơi, 10 vòng đưa cho TG thì thật sự luôn. Thật sự nó không bằng mở hai vòng ở đây. Không bằng hai vòng ở đây thật sự ấy. Uầy, nó phí mấy vòng anh Nam. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi cứu ở em với em, vừa buồn quá. Thầy vỗ tay thì thầy mở mít mà hả? Gì con, thì bây giờ cái quán này thì quán này em chỉ quay 100-115 thôi. Cảm ơn dấu tên nhá. Em có thể mở Zera như vừa em đã làm mà. Đặt cái tên là anh ở vùng quê khu nghèo khó. Ngọt ngay đi. GK Hennessy. Cũng thế thôi mà, khác gì đâu, khen. Mẹ ông tưởng mở hay lắm. Nào. Để xem chúng ta còn gì nhỉ? Có nhiều mốc lắm đấy, hai vòng cơ mà. Hai vòng chúng ta sẽ có cái này, ôn cái này. Đó, trước đi. Ôn ra làm gì, đống rác lên gì. BTB thế. FA đi. Em ơi trước. À xin phép anh em. Anh ở vùng quê à? Không hiểu khó. Nào Uy ST. FA con này. Ole. Thầy vừa mở ra đấy. Ole con này. Oh. À cũng MU, tôi xuống kinh MU 117 là được rồi. 101 và 117 là được rồi, không biết rồi. Đó ok, hàng MU mà. Và chúng ta sẽ có gì tiếp tục đây? Bộ đồ nhà. ST. Sẽ đem Danilo Pereira thế ạ. Không, William Cavajo à? Cái gì? Miguel Veloso. Miguel Veloso. Sao vậy? À không, thì cho anh vừa mở. Mấy cái gói này kẻ mà. Quan trọng ăn nhau cái gói cuối cùng ấy. Đừng khinh nhau lúc cơ hàn. Đúng rồi. Đến lúc cao tàn thì sao? Tôi lại đuổi xe đấy. Thế nào?
Có đấy, còn 700 tỷ là nhận Beauty mới nhận hết chứ bao nhiêu 7 tỷ tôi còn nhận chứ 700. Rosehandia Telaisel Nipsen Koyanis Quas. Lì lợm. Sao đấy sao lì lợm thế? Lì lợm với chúng tôi. Zota 112 luôn. Cái khoa trò tán ăn tiền quái rác rồi mày quá mốc mày không ăn thua đâu khoa thật. Ôi thầy quên mờ mở là nó như nào à? Sao thầy vừa khen hắn lắm mà thì thầy chồng còn ôm nhau đấy. Sao thầy quên nhanh thế? Quên lại ai là em cho. Lì lợm tiếp. Fiber. Ô! 119 á? Ui thề luôn của em nhìn cái lá cờ Thụy Điển là mình spay qua luôn phải nghĩ giả sách rồi. Ô húp luôn húp luôn. Con mẹ qua 97-119 luôn hả? T816 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vãi cả lều. Thầy và khoa trò đang kiếm trận bóng trong Sài Gòn mà thích quá đội em mới xong giải hôm qua anh em hết thể lực. Ban huấn luyện đang cho các cầu thủ đi du lịch sau chức vô địch. Không là em sẽ cho thầy và khoa một kaya vlog một ngày cầu thủ futsal hẹn thầy lúc khác. Ok ok, con sao rồi anh em, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả. À, khoa mở hơi nhiều nhá. Không nên... nói cái tay cứ mở hơi nhiều đấy. Nhưng mà thầy thật sự thầy mở không được, không được sao không được. Mày mở cũng có được, đã có được Mì đâu. Sĩ Sedan Sakri. Series 116. Min là 113 mà em mở 116 thì hiểu em mà. Thôi thầy mở đi. Thật sự em rất là mở 117 luôn cho hiểu. Em rất là muốn thầy mở nhưng thầy mở không được. Thì không biết làm nào cả. Mở chúng ta thì có gì đây? Rồi, Đan Mạch CM. Ôi trời ơi. Cho em đọc lần tên lần cuối đi. Không cho đọc. Không đọc chứ không cho mọi người chỉ chơi chỉ được mất tiền mà không cho đọc câu nào luôn mà. Tại sao kiếm cái gói khác đi khoa, mày đưa thầy cái gói đấy khó quá. Sao nào chúng ta còn gói gì ta? Đây thầy. Ờ gói này ngon đấy, gói này ngon đấy. Thầy đi chơi nhá, thầy đi chơi nhá, thầy đi chưa phát. Thầy đi chưa phát. Và chúng ta sẽ có gì đây ạ? BTB rồi. Ý. RB. Để xích Leo 115 rồi. Em để xích Leo 115 rồi tôi đi rồi, mày mở đi qua. Thôi không này thầy vía thầy đen lắm, mày mở đi. Em vô mà thẻ mất rồi thầy. Ờ. Và chúng ta sẽ có gì đây? Brazil. RB. Cafu. Ồ đá đầu nét cho Tabi 10.000 đồng. Danilo 116. Mấy ca nặng nặng, khó khó ở chợ giấy. Bạch Mai toàn đưa qua thầy được 15 p liệm luôn. Cái gì mà liệm luôn? Không có. À đây thế. Con này chỉ định 50 đúng không? Qua trò thích mở mấy quái rác ấy nhỉ? Mình săn tí. Kéo lên trên mới có chứ. Mình săn. Mà thôi từ từ. Đấy đấy cái này. Đó. Rồi, thế này mình lại phải dọn đây ạ. Thì cứ mở đi, đằng nào bây giờ mở rác lại chẳng phải dọn. Giống mưa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chụp tôi chụp 3 lần toàn vào lúc ông khởi tắt donate của ông. Ồ, cái rất là phiền luôn này đấy. Thành ra nó cứ bị vì các bạn nó tắt một phát nó sẽ tắt cái donate bên cạnh luôn. Đấy. Ok. Rđup. Otamendi. Otamendi cộng mấy cộng 8. Otamendi cộng 8. Mấy thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn em nhá. Này thì không cho. Trời ơi thôi anh em bỏ em con người nó khác con chó ở chỗ đấy thật. Bây giờ con người ta nói một lần nó hiểu, nói nhiều lần không hiểu nên thành ra nhiều khi không muốn nói mới này. Nào, cho mở cái gói bách 50 đi. Cái gói mà đấy là cái gói 50. Biết đâu ra của Garnacho. Cái lọc thứ. Lọc nào thầy? Cái này thì vui thức mà. Rồi, thầy lọc. Mày không biết lọc mấy cái này đâu. Má xem là mấy cái con mà có tim có lo của mấy đội lớn cái thứ thì mình cứ để thôi. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Hôm nay cắt tóc cho Văn Nhật bảo Tabi về có quà cho sở stylist. À, Hoàng đấy là Hoàng đấy đúng không nhở? Cảm ơn Hoàng nhá. Dạ sen để mấy cái con mà có tim có lo ngon tí. Nói chung là đi về kiểu gì cũng quà anh em yên tâm không phải lo, mấy anh em ở nhà không phải lo nhá. Sunny phone nó luôn là thôi kệ đi anh em hơi đâu mà. Marseille. Tôi xem nào, Marseille này chúng ta có con này là Villagen. Danilo. Nottingham Forest, Cowill. Có con nào không ta? Chubin đó. Chubin làm gì chú không phải đâu. Bây giờ kiếm bây giờ chỉ cần kiếm đúng thật sự luôn chỉ còn ra con Holland là xong. Holland xong luôn sự kiện này luôn. Cho Tabi 10.000 đồng. Đó Tuấn Anh nhá. Mấy hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cứ đến giờ là đâu là mấy thằng đầu đất vào. Xong tìm ra info lại văn xin lỗi. Tê bực chúng em mờ rồi đấy. Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Bỏ chu pin ra kệ cho nó đi, sao đâu mà. Ô nó nha. CB. Ai vậy? Không biết thầy ạ. Đồ mùa này trẻ nhiều. Mùa này trẻ quá. Trẻ quá không. Ôi, con này ngon vậy. Ui xong. Ông vãi trưởng quá đấy ngon với ta. Ui sao. 122 luôn với ta. MU bằng MU. Cảm ơn em nhá. Ui vãi trưởng 122 luôn mà. Ui liệu có một cơ hội là lỡ cho chúng tôi làm lại phát này không ạ? Ôi phải lâu. Thôi đưa anh Nam về bò. Senegal. Senegal ST ai vậy? Em không biết, hy vọng. Không biết thằng nào ấy. Thôi 120 rồi được. Ui, đừng có gì của Mạch Sơn. Đi, kinh mày. Sao
Sao ghê vậy ta? Ôi, New Leicester được hàng Chelsea luôn à? Đây chính là lời để giải cứu anh Nam đấy. Ôi giời ơi, tiền làm bao nhiêu rồi? Hai nghìn. Chắc quả giá nhưng nó sinh sơn mất tài trăm bán được con này chắc. Ôi giời ơi, gãy người. Gãy người đấy. Có tiền không mua được. Con này thì cũng gãy người luôn. Con này bán được mà. Con này khoảng 1.600 bán được. Sao thơm ấy nhở? Con mẹ sao con này thơm vậy ta? Hơi phê đá đồ cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn hơi phê nhá. Ăn gòn BTB 8 đá có ok cô thầy nhỉ? Con này không ăn thua lắm. Đang tiếp tục cái dây NG chúng ta hãy phát luôn đi. Có quả gói luyện thuyền ok thế, gói này ngon thì nhiên là 2.000 mấy luôn mà. Sao vú vậy ta? Ở Pháp luôn này. CM. Chỉ số cao tí đi. Mấy trẻ mà tôi không biết nhiều thật. Rồi, BG, thằng này cũng đang ấy, thằng này đang hot BG nhỉ. Lộn kinh tế mà. Dấu tiền đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ôi cảm ơn này. Em Lucas. Cảm ơn Lucas nhỉ. 10k tỷ nhờ thầy chữa bệnh giúp. RB. Đấy như thằng nào cũng nhỉ, thằng nào ta? Cái gì đấy? Sidilia. Lucas có gì cứ gửi thầy nhá. Chúng ta sẽ có EBS 103 đi. Đôi luôn. À rồi ạ. Hãy gửi anh Nam, anh Nam bây giờ sân Nam sao biết gửi cho anh rồi mà. Sao cái là mà. Ui Niệm Phát. Niệm Phát. Anh Nam ơi. Niệm Phát. Anh Nam ơi. Niệm Phát. Ok mà. Con này được 400 điểm, hầu Nam Phép vẫn dùng được, Việt Nam Phép quốc dân mà, vẫn dùng được, thoải mái. Ok. Rồi. Min thì ok mà, con này Min. Quốc dân mà. Pháp. Lớn lúc. Hungary đúng không nhỉ? Nghếp Man à? Ui, mình chỉ bay ê. Bay ê, con bay ê. Min mà vui, con, nhưng mà con này con Nếp Vét chẳng ngon à? Nếp Vét ngon mà ta. Nếp Vét ngon mà ta. Chúng ta sẽ đến BTB nghe mày. Ba đi, BTB này ngon này. BTB với hàng Zen là BTB đi, gói của thầy, một thẻ của thầy, thầy mở đi. Mở luôn. Nào. Bảo con Min nhưng mà giá cao, Min nhưng mà giá cao mà, quan trọng là giá trị của thằng đấy như thế nào ấy. Đức, CM. Gnabry. Sané à? Sané đúng không? Sané. Ok mà. Có thế thôi bà, có thế thôi. Có cái thế thôi, bật nhạc ấn lên, nhạc ấn làm gì? Không được. Có cái thế thôi. Anh bò mọi. Alo anh. Em đây. Ok anh. Vô. Có đấy. Con này của thầy thì mở lốt đi. Thôi thầy. Mùa BTB mùa thầy mà. Thầy vụt nó căng tay à. Đức đi, cứ Đức là được. Senegal. Senegal. Là đúng. Sadio Mane. 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 Mane BTB làm gì có Mane BTB. Alon đã đồng ý cho tao. Mane. Làm gì có. Tối đói thầy cứ qua khúc Vĩnh Khánh quận 4 nhiều quán mở tối 800 ạ. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Hôm nay xin vợ là đi quẩy đêm banh bom rồi. Thôi làm phát. Ôn đằng nào đợi. Làm tí thầy ạ. Cái thích mấy cái quái rác ấy khoa chùa thế bây giờ mình làm con tem dọn rác cho anh em đi. Thật em được mà. Ôi đã donate cho tao. Cảm ơn rồi nhá. Khuê còn nhớ em không? Tên của em là chịu rồi ấy. Ba phát. Thầy nhớ mà. Rồi ok cũng được. Con này là 20 làm 20 tỏi được rồi. Rồi. Tự. Kiếm đi cứ xem cái mốc đâu còn những cái mốc nào. Còn ui còn chưa lò lờ thầy ơi. Lò lờ đi, lò lờ đi. Ba phát mà. Lò lờ đi. Lò lờ mình làm phát. Trời ơi quả này anh Nam Rio à? Ơ Tây Ban Nha này. Ơ ST này. Zona Tomat 120. Rafamir này. Rafamir sao không phải Tomat ta? Rafamir này hay lắm ấy, có một con tên về Rafamir rồi mà. Kênh này không ngâm như bên kênh DG, kênh bọn tôi mà tao qua trò mà thẻ chưa biết ngâm là gì nó nói thật. Croatia. Rebic rồi. Ante Rebic à? Rebic thì phải. Đúng mẹ luôn, Rebic là 107 luôn. Cánh chim lạ đấy đó. Rebic thì cũng được, Rebic thì vụt là 255 nhá. Chúng ta thất bại quá lò đấy Khoa. Mỗi điểm một phát đi thầy, thầy đi trước đi. Vâng, thầy đi trước phát nhá. Quán này sao tỷ lệ mở nổ quán này nghe hơi khó nhưng mà hy vọng đây sẽ phát đầu tiên cái này. Cáp rồi. Cường Đừng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quý BLV lắp đội hình một trận rồi vụt luôn một trận không nhỉ. Cảm ơn Cường Đùng kìa. Xin chào anh Cường Đùng, chắc là phải hẹn anh ngày mai ạ. Mà chúng ta sẽ có gì đây ạ? Mẹ mùa cap là vứt đi rồi, bây giờ phải BTB với LN chứ đúng không? Có gì đây? Spotlight, Hà Lan, CB. Ai nhỉ? Chắc hình như hay sao thế ạ? Timber, ok, Timber thì phải bù tiền đấy nhá, Timber Arsenal nha. Con Timber này mấy anh em, con lâu Arsenal là hay mua về đá RB này. Đây thầy ơi, đây là sẽ làm. Phải bù tiền nhá. Mình làm... Thôi thì có lần nào thôi, lần nào phát là đưa anh Nam ấy thôi, đưa anh Nam về bò cái chưa? Chuyên 122. Cho mở hai cái luôn, cho con cho mở hai cái này luôn. Chuyên 122 anh Nam ơi.
Và chúng ta có gì đây? Và phát đầu tiên 122 xong luôn. Giờ chỉ đúng một tiếng 122 gỡ luôn. Các bạn bảo tôi mở quả gói NG nét quá rồi. Ôi giời ơi, A Long đã đầu nét cho ta bị 10.000 CDM. Em đang bảo xin đô la. Thầy yêu ăn được bánh bông ăn trứng muối không ạ? 120 được mà, A Long ơi, được mà. Nhưng mà Zinola này tưởng ngon lắm rồi, có 120 thôi hả? Em tưởng Katona cơ. Katona cái ở Katona ngon hơn đấy nhở. Mà chúng ta sẽ rồi, con này mà đen thì con sao đỏ lắm đấy. Thôi thì mình đen, mình rút ra mình làm lại phát đấy ạ. Lỏ, hơi lỏ, con này hơi lỏ nhở. Thôi, phát cuối cùng là con này 2.000, khoảng độ 2.500, 3.000 tỷ là xong. Là đưa anh Nam thẳng một phát về bờ luôn. Gỡ gạc. Phúc Zola đâu ở đừng nói là Phúc Zola còn này sợ lắm. Không có Phúc Zola đi đâu sợ lắm đấy. Rồi là xếp. Ôi thầy ơi, ôi thầy ơi, thầy ơi, anh Nam, anh Nam ơi. Em góp chút đi ăn với anh Bom nhé, đã đồ nết. Đây rồi, 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 đây rồi. Đây rồi, anh có chụp ảnh không nhỉ, chụp ảnh không ta? Chụp ảnh chứ còn gì đấy. Chụp ảnh như nào nhỉ? Chết mẹ loạn. Windows CPS thầy ơi. Windows CPS á. Ok ok, đây, ok, sao đây? Thôi, ok. À, nó nhận vào bên này thầy ạ. Thôi, cross á. Như nào đấy, anh Nam anh đã biết gửi cho ai chưa ạ? Tốt xong nhỉ? Ôi trời ơi! A Long đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nét chưa A Long ơi? Bú chưa, bú chưa, bú nhẹ chưa? Ôi chú mày là cái, chú mày là cái. Ôi trời ơi! Mà nét, nét phở lít. Vua mở thẻ mà, tôi vua mở thẻ mà. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Top 10 BLV tôi tin tưởng. Top 1 BLV đá ngang chỉnh chuyên nghiệp. Ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Để tôi nhắn tin chụp ảnh lại cho anh Nam ấy. Để tôi chụp lại vắt. Em ấy khoa trò cố gắng gỡ tí giúp anh. Ôi trời ơi. Dầu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim đã đổi cho Tabi 10.000 đồng. Hello YouTube à? Thằng ngồi kế thầy sao nó lắc ca lắc cất thế ạ? E kéo anh em quận tư sao làm việc. Thôi em ơi, sao đâu, nó vui quá, nó ăn mừng mà cũng không được à. Nó vui, nó ăn mừng mà cũng không cho à. Không thể tin nổi. Ôi, khoa trò mở ra khu lít vãi lèo. Còn mua FC 5 và FC tầm này mùa nào không quan trọng đâu, con trò mở nốt mấy con giáp đi. Thế là xong. Không thì thật sự luôn, đây là công việc anh em tôi làm một ngày mà. Đây là cái công việc, cái trách nhiệm mình phải làm. Người ta gửi cái trách nhiệm mình phải làm đúng không? Thực ra là vui là vì lần đầu tiên mở cho anh Nam. Còn đây bọn tôi không vui vì mở thẻ. Bởi ngày nào bọn tôi làm như này mà. Em chúc thầy mở mắt rồi mà thầy ơi. Ok, thầy cảm ơn dấu tên nha, con Gulit. Thế Gulit gần 7.000. Gần 7.000 ạ, hôm nay mở Hà Lan xếp xong luôn nhờ, Hà Lan xếp làm gì con nào đâu. Doan Croy thì ạ. Doan Croy á. Nhưng mà thấp hơn một chút. Nhưng mà có 103 cơ mà. Ôi giời ơi. Sao Doan Croy được? Doan Croy chỉ số cao mà thấy. 102 chứ. Cho Tabi 10.000 đồng. CB. Thiên Lý ơi. Thiên Lý ơi. Thiên Lý ơi. Ôi cái đồng hồ 119 luôn. Tặng cho anh Nam thêm một chút nữa. Ôi. Ok ok. Mà có giác đỉnh vãi lò có khoa trò này. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ tổng kết ở đây. Bởi vì chúng ta đã hết slot. Doan qua 124 mà. A Long đã donate cho Tabi 1 triệu đồng. Ui cảm ơn A Long nhỉ. Đi ăn với anh Bom nhé, đã donate cho Tabi 1 triệu đồng. A Long ơi. Tính tiền đi qua. Chỗ này là đang là 8.200. Thôi bây giờ mình lịch sự mình tính từ chỗ ra bỏ mấy dưới nha, mình tính từ ABAB lê thôi. Phải mười mấy nghìn anh Nam ạ. Chỗ này là rơi tầm khoảng là nhẹ nhàng tôi nghĩ là khoảng 10.000. Đấy nhìn qua là nó khoảng 10.000. Đây nhá, em tính ra đây là 8.200 nhá, cộng cho thêm 1.001 là 9.300. 9.300 là 9.700. 10.000. Thôi cả vui rồi, chỗ này phải tầm 12.000. A mời hai đứa kẹo anh. Ok anh Nam ơi, ok anh. Đó, xứng đáng vì chúng ta xứng đáng. Ui, quả Gulit này. Gulit này nhé, đội anh Nam có gì nữa. Thì anh làm rồi, anh làm cần Gulit đấy anh Nam ạ. Ui, nhét vào luôn đi cho nó cẩn thận. Gulit có anh em đâu. Ok, anh Nam đi cứu Gulit à? Donate cho Tabi 10.000 đồng. À đây. Donate cho thầy Tabi ạ. Lên 9 anh ơi, lên 9, cảm ơn Long Béo. Anh Nam một món quà đây anh Nam ạ. Ok, cảm ơn em nhiều nhá. Ui, ui nick ghê nhỉ, nick đi ghê vậy ta. Ui xem 2 giờ bố mình có 4 luôn mà. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gì đấy, em có bao giờ đòn thầy đâu hu hu. Ôi, nó fake quá lông rồi. Fake quá lông. Chúng ta sẽ nhìn từ đây cho dễ này. Rondo cộng 7 này, ui ui. Ghê vãi lìn. Rolando của anh Nam này. Suameni. Chúng vậy, bên dưới chúng ta còn Vini này. Gặp là chị ao luôn cho nó nhanh. Esiang, Icon The Moment cộng 5. Varane, BT. Ui, Henry luôn mà. Có Henry nữa mà. Netvet cộng 4 luôn. Cộng 6 rồi. Bell đã donate cho Tabi 10.000. Duyên cái dàn tay 1 luôn. Thầy còn làm series đập đi xây lại không ạ. Còn mà Long Bell ơi, còn em ơi. Ui, Rio cộng 7, Barak cộng 7. Đây là một dàn anh Nam hình như đang định xây của một dàn LN Milan. Dàn LN Milan. Nhờ cái dàn này của anh Nam con thật. Đôi này. Ok, xin cảm ơn anh Nam vì cái content này. Và lần tới mà anh, nếu mà anh có 2-3 vòng anh biết anh gửi cho ai đấy. Em khoa lúc nào sẵn sàng nhá. Em khoa lúc nào sẵn sàng anh gọi một câu lên đường. Đó.
Rồi thì chắc là xin phép anh em thì mình qua trò đi về công chuyện tí. Vì cũng ra chỗ của anh Bom bây giờ. Rồi, bye bye anh em nhá. Ôi trời ơi. A Long đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn A Long nhé. Quả đội hình này nhìn xong tự nhiên em muốn xóa luôn. Cái trải nghiệm nhá, cái trải nghiệm về đội hình này tôi sẽ làm content riêng. Đây có chỉ là content mở thẻ thôi anh em nhá. Bye anh em nhá. Chào Thế Anh nhá. Bây giờ mình chạy chỗ Thế Anh tí nào.